Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên, Tô Thương. Tập 33. Tô Thương liếc một chút liền nhìn ra, hai người này không đơn giản, có lẽ tất cả đều là cao thủ thần tông sơ kỳ, so với Cổ Hồng Nguyệt, Đoan Mộc Hải không khác biệt lắm. Giờ này phút này, hai người này đang nhìn chăm chú Tô Thương, trong mắt lộ ra sát ý khó nhìn thấy được. Tô đại thiếu gia, có biến. Vương Phú Quý là người luyện khí tầng thứ 8, tất nhiên cũng cảm nhận được sát ý của hai lão già này, nhỏ giọng nói ra. Tô Thương gật đầu cười nói, không cần lo lắng, chỉ là nhân vật nhỏ mà thôi, đối với chúng ta không có chút uy hiếp nào. Cậu chủ, có muốn giết bọn họ không? Ali bên cạnh, dùng linh hồn truyền âm nói. Đừng vội, bọn họ qua đây rồi hỏi lý do vì sao muốn giết tôi trước đã. Tô Thương truyền âm trả lời lại. Một lát sau, tên lão già kia dùng giọng điệu coi thường hỏi, người thanh niên này, cậu chính là Tô Thương sao? Đúng vậy, xin hỏi tiền bối là ai? Tô Thương hỏi thăm. Lão già đó không thèm trả lời, cười lạnh nói, Tô Thương, hai người chúng tôi, là hai vị động chủ khác của Tam Đồng Kiều, tôi tên là Tứ Hải, bà ấy là Kim Chi, nghe nói Dược Vương Điện các người đã giết bạn chí cốt Cổ Hồng Nguyệt của chúng tôi. Hóa ra là hai vị động chủ à? Tô Thương nhẹ nhàng cười nói, có chuyện như vậy đấy, thì sao, hai vị muốn báo thù cho Cổ Hồng Nguyệt hả? Vốn định không có ý định báo thù, dù sao thiếu bà ta, chúng tôi sau khi đánh hạ mấy ngọn núi nổi tiếng, có thể có nhiều tài nguyên hơn một chút. Từ Hải Phong cười nói, có điều, chúng tôi cùng với Cổ Hồng Nguyệt, dù sao cũng quen biết rất nhiều năm, bây giờ nhìn thấy cậu, bên cạnh lại không có cao thủ nào đi cùng. Không báo thủ cũng có chút khó nói. Vừa nói xong, Từ Hải Phong không tiếp tục ẩn giấu nữa, toàn thân chân khí phun trào, trong mắt tràn đầy sát ý. Kim Chi bên cạnh cũng giống như thế, mặt trầm như nước nhìn sang Tô Thương, chân khí đã ngưng tụ trong lòng bàn tay. Vương Phú Quý thấy vậy, theo bản năng đứng chung một chỗ với Tô Thương, cũng không lui lại, định cùng Tô Thương sáng vai chiến đấu. Còn về Tô Tinh Hà. Trên đường đi, thằng nhóc này vẫn luôn díu dít, Tô Thương thực sự không chịu nổi, nên sau khi ăn xong, đã đưa cậu bé vào trong vòng tay lưu trữ rồi. Đối mắt với hai thiên tông sơ kỳ, Tô Thương không hề sợ hãi, khẽ cười nói, hai vị tiền bối, trước khi các người quyết định ra tay với tôi, mà không điều tra thêm thực lực của tôi hay sao? Ha ha, Tô Thương, đừng giả vờ nữa. Hà Kim Chi cười lạnh nói, bà già này thừa nhận, cậu tuổi còn trẻ. Mà có thể tung hoành khắp thành phố, đối chiến với tông sư đỉnh phong, thiên phú đúng là có 102. Nhưng mà dù sao tuổi cậu còn trẻ, lại có thể mạnh hơn đến thế nào được chứ, còn có thể so được với thần tông sao? Hà Kim Chi khinh thường cười lạnh. Không thua bao nhiêu đâu. Tô Thương gật gật đầu, khẽ cười nói, nếu không thì, hai người cho rằng người nào giết Cổ Hồng Nguyệt. Ha ha, Tô Thương, đừng rát vàng lên mặt mình thế chứ. Đừng tưởng thân già này không biết, thánh thủ thành phố Trương Trọng Ngu vẫn chưa chết, lại đặt chân đến cảnh giới thần tông rồi. Hà Kim Chi biết rõ một số tin tức, khinh miệt cười nói, hơn nữa, có một tên cao thủ thần tông xa lạ, giúp đỡ Dược Vương Điện, vì thế mới đánh bại được Cổ Hồng Nguyệt cùng ông chủ Đỗ Minh Viễn của nhà họ Đỗ ở Thâm Thành, bọn họ với cậu có quan hệ gì chứ? Âu, thế sao? Tô Thương nghe vậy, liền lộ ra một nụ cười. Những tin tức này, chắc là Trương Trọng Ngô tung ra ngoài, mục đích chính là ẩn giấu thực lực của mình, tránh để người khác chú ý. Đừng nhiều lời với nó, dùng toàn lực giết nó đi, nơi đây là điểm dừng chân cao tốc, lượng người qua lại khá lớn, tránh làm người khác hoảng sợ. Lúc này, Từ Hải Phong trầm giọng nói, còn một nam một nữ bên cạnh cậu ta, ha ha, nam giết, nữ phải giữ lại cho tôi. Cái con búp bê nhỏ này. Quả thực là quốc sắc thiên hương, nhìn thấy cô ấy, lòng của lão phu vốn đã bình tĩnh được nhiều năm nay, lại sôi sục lên lần nữa rồi. Trong mắt Từ Hải Phong lóe lên một nụ cười gian xảo. Ha ha! Có điều, Hà Kim Chi lại nói, nam cũng không cần giết, giữ lại cho thân già này đi. Vừa nói, ánh mắt Hà Kim Chi nhìn lên người Vương Phú Quý, nhịn không được mà liếm môi một cái. Điều này khiến Vương Phú Quý dùng mình lên một cái, cuối cùng chịu không nổi, bị dọa đến núp sau lưng Tô Thương.
Tô đại thiếu gia, thật là đáng sợ, hù chết bổn đại thiếu gia rồi, kẻ nào cung thật là biến thái, vẫn nên giao cho các anh đối phó đó. Vương Phú Quý vội vàng nói, khuôn mặt hoảng sợ trợn nhìn. Hà Kim Chi, cậu ta gầy gò nhỏ thế này, chắc chắn không làm được gì cả, cái kia có lẽ cũng không lớn đâu, bà muốn cậu ta làm cái gì chứ? Từ Hải Phong không hiểu được nên hỏi. Chấm than. Vương Phú Quý vốn dĩ đang ngồi xổm sau lưng Tô Thương, có điều nghe nói như thế, nhất thời khó chịu, đứng ra giữ gìn tôn nghiêm của mình, lão già kia, đang nói người nào vậy hả, có gan thì móc ra tôi với ông so sánh xem, tôi lại không tin, tôi đang là một thanh niên tuổi ăn tuổi lớn thế này, lại không bằng lão già ông chứ. Từ Hải Phong thấy Vương Phú Quý bất kính với mình như vậy, nhất thời mặt trầm như nước, lạnh lùng nhìn chăm chú Vương Phú Quý. Vương Phú Quý nhìn Tô Thương cùng A Ly bên cạnh, đột nhiên không hề sợ hãi, mà ôm cánh tay khiêu khích nói, thế nào hả, lão già kia, không dám so sánh hả? Ha ha, tôi nghe nói cơ thể người già sẽ bị co lại đó, lão già kia, nếu như tôi đoán không sai, cái đó của ông bây giờ đã khô héo cực kỳ nghiêm trọng rồi, bây giờ vẫn còn to như chiếc đũa sao hả? Thứ chó mà này, tạo phải giết mày. Vương Phú Quý quá hèn hạ rồi. Mới nói mấy câu mà đã khiến cho Từ Hải Phong phá vỡ cả căn phòng luôn, đến Tô Thương cũng không thèm giết nữa, mà giơ bàn tay lên định xóa sổ Vương Phú Quý. Hà Kim Chi bên cạnh thấy vậy, cũng không ngăn cản, bà ấy nói muốn giữ Vương Phú Quý lại cũng chỉ là thuận miệng mà thôi. Nếu Vương Phú Quý tự tìm đường chết, bà ta tất nhiên không cần thiết vì một thằng nhóc này mà xảy ra những mâu thuẫn không cần thiết. Ali, trước tiên đừng ra tay. Còn có một người muốn xuất hiện nữa. Lúc này, Tô Thương bí mật truyền âm. Vâng. Ali cung kính trả lời, đứng một bên không cử động. Vương Phú Quý sợ choáng váng, co cẳng bỏ chạy, tránh thoát được một đòn chí mạng của Từ Hải Phong. Hừm. Để tôi xem cậu có thể tránh đến khi nào. Từ Hải Phong giận không được, lúc này lại ra tay thêm lần nữa. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có một nam thanh niên cơ thể mặc bộ quần áo thể thao màu trắng xuất hiện, chặn trước người Vương Phú Quý, đồng thời ngăn lại nói, tại hạ Thạch Cửu Thiên núi Thái Sơn, xin tiền bối dừng tay. Thạch Cửu Thiên tới. Anh ấy vẫn luôn ở trạm dừng chân, có vô tình có cố ý nhìn vào đoàn người Tô Thương. Dưới con mắt của Tô Thương, đã sớm phát hiện ra Thạch Cửu Thiên rồi. Chỉ có điều. Tô Thương cũng không biết thân phận của Thạch Cửu Thiên. Hơn nữa người đó cũng không để lộ ra thái độ thù địch gì, vì thế Tô Thương lựa chọn phớt lờ. Nhưng ngay vừa rồi, khi Từ Hải Phong và Hà Kim Chi định giết Tô Thương, Thạch Cửu Thiên sắc mặt có chút thay đổi, lộ ra vẻ lo lắng. Tô Thương hết sức tò mò, người này rốt cuộc là ai, vì sao lại lo cho mình chứ? Sau đó, Tô Thương phát hiện, Thạch Cửu Thiên toàn thân khởi động chân khí. Nhìn về phía Từ Hải Phong và Hà Kim Chi với ánh mắt tràn đầy vẻ thù địch, nên anh biết Thạch Cửu Thiên sẽ ra mặt giúp mình. Vì thế, Tô Thương không để cho A Ly ra tay, mà chỉ đứng một bên, yên lặng theo dõi. Quả nhiên, Thạch Cửu Thiên đã ra tay, vừa lên liền giới thiệu Thạch Cửu Thiên. Thái Sơn. Tô Thương khẽ nhíu mày, trong lòng có chút hiếu kỳ, chính mình và Thái Sơn có quan hệ không tốt đẹp gì. Người này vì sao lại giúp mình chứ? Lúc này, Từ Hải Phong nghe được thân phận của Thạch Cửu Thiên, nhất thời dừng tay lại, trong mắt lóe lên một vẻ cảnh giác, dò hỏi Thạch Cửu Thiên. Cậu họ Thạch, thế Sơn chủ Thái Sơn là gì của cậu? Thạch Hạo Hãn chính là ông nội của tôi. Đối mặt với cao thủ thần tông, Thạch Cửu Thiên không kiêu ngạo cũng không tự ti, khẽ cười nói, tiền bối, xin ông dơ cao đánh khẽ, nể mặt vãn bối một chút. Buông tha cho đoàn người Tô Thương được không? Cậu là cháu nội của Sơn Chủ. Từ Hải Phong nghe vậy, giật nảy mình, lẩm bẩm nói, tôi đã sớm nghe nói, con thứ của Sơn Chủ Thái Sơn Thạch Hạo Hãn có một đứa con trai, tên là Thạch Cửu Thiên, là thiên tài kiệt xuất trăm năm qua của Thái Sơn. Hôm nay gặp mặt, đúng là danh bất hư truyền, mới khoảng 30 tuổi mà cũng đặt chân đến bán thần tông rồi, tương lai thành tựu không thể đoán trước được nha. Từ Hải Phong biết, Thạch Cửu Thiên ra mặt, hôm nay khẳng định không giết được Tô Thương rồi, liền đổi giọng nịnh bợ, định tranh thủ lấy lòng, để tránh đắc tội với vùng núi tế trời. Ấy, tiền bối nói sai rồi,
có cô Thạch Ngọc Yến trước mặt, vãn bối sao lại dám tự xưng thiên tài kiệt xuất trăm năm qua chứ? Nhắc đến Thạch Ngọc Yến, ánh mắt Thạch Cửu Thiên tràn đầy kính sợ. Chính xác. Từ Hải Phong nghe đến uy danh của Thạch Ngọc Yến, gật đầu nói Thạch Ngọc Yến đúng thật là thiên tài, kinh động tứ phương, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, chắc chắn đã có thể leo lên tuyệt đỉnh rồi. Chỉ tiếc, Thạch Ngọc Yến trời sinh tính tình phóng khoáng, hơn 20 năm trước đã chạy theo nhà họ Tô xấu xa kia, làm mất hết mặt mũi núi Thái Sơn, trở thành trò cười trong giới luyện võ. Nói đến đây, Từ Hải Phong lắc đầu, trong mắt đều là sự khinh thường. Hửm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tô Thường cách đó không xa nghe thấy thế, sắc mặt lập tức trầm xuống, quanh thân tản ra sát khí ngập trời. Hiện trường lúc đó, không chỉ có anh ấy tức giận, Thạch Cửu Thiên trên người mặc đồ thể thao màu trắng cũng đang không kiềm được nỗi giận, ánh mắt lạnh lùng khác thường. Nhưng cái vẻ lạnh lùng này, chỉ thoáng qua một lúc, thay vào đó là một nụ cười. Lúc này, Từ Hải Phong nhìn vào Thạch Cửu Thiên, thản nhiên nói, Thạch thiếu gia, chắc hẳn tên Tô Thương mà cậu ra sức bảo vệ này, chính là vì Thạch Ngọc Yến hả? Đúng vậy. Thạch Cửu Thiên khẽ cười nói, Thạch Ngọc Yến chính là cô của tôi, tính ra thì Tô Thương chính là em họ của tôi, bây giờ cậu ấy gặp nguy hiểm, tôi sao có thể khoanh tay đứng nhìn chứ? Ồ! Từ Hải Phong đắc ý cười nói, tôi nghe nói, năm đó Thạch Ngọc Yến đã buông bỏ tất cả, bỏ chạy cùng với người nhà họ Tô xấu xa đó, có điều sau này, nhà họ Tô xấu xa đó lại bỏ rơi cô ấy rồi mà. Hơn nữa sau này, Thạch Ngọc Yến không có mặt mũi trở về Thái Sơn nữa, thế là gả cho một nhà ở Giang Bắc, tìm một người đàn ông cũng họ Tô như vậy, đồng thời sinh ra một đứa con, đặt tên là Tô Thương. Từ Hải Phong tiếp tục cười nói, xin hỏi Thạch thiếu gia, Tô Thương là nghiệt chủng nhà họ Tô cùng với Thạch Ngọc Yến sinh ra, hay là cùng với người chồng hiện tại của cô ấy sinh ra? Không phải năm đó lúc bị bỏ rơi, đã mang thai nghiệt chủng nhà họ Tô, vì để che giấu tai mắt mọi người, nên tùy tiện tìm một người đàn ông khác gả cho bà ấy chứ? Những chuyện này tôi cũng không biết. Thạch Cửu Thiên lắc đầu, sau đó cười nói, nhưng mà bất luận như thế nào, Tô Thương vẫn là em họ của tôi, mong tiền bối giơ cao đánh khẽ. Ha ha, Thạch thiếu gia ra mặt, tôi tất nhiên là phải cho rồi. Từ Hải Phong cười nói, có điều, sao tôi lại nghe nói, Sơn chủ Thái Sơn không chào đón Tô Thương, thậm chí 5 năm trước, lúc cướp đi Thạch Ngọc Yến vốn còn định tiêu diệt nhà họ Tô mà. Ông của tôi là ông của tôi là tôi, xin tiền bối đừng nhập làm một chứ. Thạch Cửu Thiên vẫn luôn nở nụ cười trên mặt, nói tiếp, nếu tiền bối đồng ý tha cho em họ của tôi nguyện lấy bảo vật quan trọng ra để trao đổi, lần này ra ngoài, ông nội và cha đã cho tôi rất nhiều đồ tốt. Ha ha, Thạch thiếu gia, quả nhiên là trọng tình trọng nghĩa. Nghe được có bảo vật, hai mắt của Từ Hải Phong và Hà Kim Chi như sáng rực lên, sau đó, Từ Hải Phong vui vẻ nói, nếu đã như vậy, hai người chúng tôi sẽ không tính toán với Tô Thương nữa. Ân oán qua lại coi như xóa bỏ. Cảm ơn hai vị. Thạch Cửu Thiên cảm kích chắp tay, sau đó cười nói, mời hai vị tiền bối di chuyển sang bức tường phía đông bên cạnh đây, ở đó ít người, dù sao cũng là bảo vật ông nội tôi cho tôi không muốn để ông ấy biết, tôi vì giúp em trai Tô Thương mà tặng cho các ông. Ông nội nhà tôi từ trước đến nay rất ghét kiểu anh em họ mà giúp đỡ nhau, nếu như để ông ấy biết, chắc chắn sẽ trách phạt tôi mất. Thạch Cửu Thiên cười nói, hơn nữa, hai vị tiền bối cũng đừng lo chuyện, ông nội tôi sẽ thu lại bảo vật, tôi cứ lấy bảo vật âm thầm tặng cho hai vị là được rồi, chuyện này đối với chúng ta đều có lợi. Được, Thạch thiếu gia trượng nghĩa, coi trọng tình thâm, thậm chí còn không tiếc nhịn đau cắt thịt, lão phu bội phục. Từ Hải Phong khẽ gật đầu, sau đó cùng với Hà Kim Chi đi theo hướng về bức tường phía đông. Nơi đó là chỗ đậu xe tải lớn. Ít người, lại không có camera. Em họ, chờ anh một chút, anh sẽ lập tức quay lại ngay. Thạch Cửu Thiên nhìn về Tô Thương, nhẹ nhàng cười một tiếng, trong mắt đầy thiện cảm. Ngay sau đó, Thạch Cửu Thiên theo sát phía sau, đi theo bước chân của Từ Hải Phong và Hà Kim Chi. Thật, Tô Đại Thiếu Gia, anh lúc nào mà đã có thêm anh họ rồi thế? Vương Phú Quý kinh ngạc nói. Tôi cũng không biết, hôm nay mới lần đầu gặp mặt,
Tô Thương sờ lên mũi nói. Anh họ của anh được đó nha, có thể dùng được, có chuyện thì anh ấy xông lên giải quyết thật nè. Vương Phú Quý chân thành nói. Công nhận. Tô Thương gật gật đầu, cũng không phủ nhận lời nói của Vương Phú Quý. Làm người sống giữa hai thế giới, anh có thể cảm nhận được Thạch Cửu Thiên đối tốt với mình cũng không phải giả vờ. Còn về nguyên nhân, Tô Thương đại khái cũng có thể đoán được. Vừa rồi, lúc Thạch Cửu Thiên nhắc đến mẹ mình, ánh mắt đều hiện lên đầy vẻ tôn kính. Nghĩ kỹ lại, 20 năm trước, Thạch Cửu Thiên cũng đã khoảng 10 tuổi, bắt đầu nhớ được những chuyện đó rồi. Mà mẹ mình, tài năng tuyệt vời, là thiên tài số 1 của Thái Sơn, có lẽ cái người Thạch Cửu Thiên này, cũng chính là fan hâm mộ của bà ấy. Vì thế, anh ấy mới có thể đối với mình có ý tốt đến như vậy. Cậu chủ, người kia sỉ nhục mẹ của anh, tội không thể tha, tuyệt đối không thể để họ mang theo bảo vật của Thạch Cửu Thiên rời đi được, tôi đi giết hai bọn họ nhé. Lúc này, Ali lạnh lùng truyền âm. Tô Thương lại lắc đầu, khẽ cười nói, không cần, bọn họ không sống được đâu. Hửm, cái trạm dừng chân này, không có cao thủ khác, ai có thể giết được hai thần tông này chứ? Ali tò mò nói. Thạch Cửu Thiên, Tô Thương trả lời. Anh ấy. Ali lắc đầu nói, không thể nào, anh ấy chỉ là bán thần tông, một tên thần tông đã không thể đánh lại, làm sao có thể giết được cả hai người kia chứ? Huống hồ, nhìn dáng vẻ khúm núm của anh ấy, đã thương lượng xong cùng với hai tên thần tông kia rồi, lấy bảo vật đổi lấy tính mạng, thế nào mà lại? Ali đang truyền âm với Tô Thương để nói ra nghi ngờ của mình, nhưng vào lúc này, bức tường phía đông bỗng nhiên sáng lên một luồng sáng chói qua mắt, ngay sau đó, một luồng khí tức kinh khủng cũng theo đó mà đến. Có điều, chỉ trong chốc lát mà thôi, ánh sáng biến mất, uy thế cuồn cuộn đó cũng không còn. Quá trình này ngắn ngủi khác thường, còn chưa tới một giây, ánh sáng đó đã tản đi, hiện trường giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng dưới chân bức tường phía đông đó, lại xuất hiện hai cái xác, dưới đất chảy ra một dòng máu. Cái xác đó, chính là từ Hải Phong và Hà Kim Chi. Không ngờ rằng cái người Thạch Cửu Thiên này, ẩn giấu tài năng đến thế. Ali dừng một chút, sau đó nhịn không được mà nói một câu. Tô Thương cười cười, sau đó nói toẹt ra một câu, tự bản thân anh ấy không có thực lực này, có lẽ đã dùng thủ đoạn nào đó, có thể vượt cấp để giết thần tông. Vì thế, dưới một trưởng của anh ấy, mới có thể giết chết được hai thần tông sơ kỳ. Thì ra là thế, Ali như hiểu ra, sau đó nghi ngờ nói, cậu chủ, trước đó anh đã phát hiện ra anh ấy muốn ra tay rồi hả? Tô Thương khẽ cười nói, sát ý trong mắt anh ấy. Người khác có lẽ không thể nào phát hiện ra được, nhưng không thể giấu được tôi. Huống hồ gì, anh ấy vô cùng kính trọng mẹ của tôi, sẽ không cho phép người khác bất kính với mẹ tôi đâu. Vì thế mới không dùng bạo lực ngay từ đầu, chắc là muốn một trưởng giết chết, để tránh từ Hải Phong và Hà Kim Chi chạy trốn. Tô Thương nói thêm. Người này thật đáng sợ, khẩu Phật tâm xà mà. Ali nhắc nhở, cậu chủ, anh phải cẩn thận anh ta đó. Không cần thiết. Tô Thương lắc đầu nói, anh ấy thực sự xem tôi là người thân, giống như Vương Đại Thiếu gia nói, người anh họ này có thể dùng được, có chuyện là xông lên giải quyết. Chết, chết rồi. Lúc này, Vương Phú Quý bên cạnh mới kịp phản ứng lại, kinh ngạc nói, Tô Đại Thiếu gia, người anh họ này của anh được đó chứ, chớp mắt là giết được hai tên thần tông rồi đó, thật mạnh. Có điều, anh ấy cũng quá keo kiệt rồi nha. Còn phải chạy đến bức tường phía đông kia mới giết, đúng là con quỷ hẹp hòi mà, sợ chúng ta học trộm võ của anh ấy hay sao chứ, không có chút thẳng thắn nào cả. Vương Phú Quý lẩm bẩm liên tục. Ngay lúc ba người đang nói chuyện, bóng dáng Thạch Cửu Thiên trở lại. Em họ Tô Thương. Thạch Cửu Thiên hình như có bệnh thích sạch sẽ, vừa dùng khăn mặt màu trắng lau vết máu trên tay, vừa nở nụ cười nói, hai người phiền phức này, anh họ giúp em giải quyết rồi. Không dọa em được nữa. Ha ha, không có. Tô Thương lắc đầu cười nói, loại chuyện này em đã gặp nhiều rồi. Cũng đúng. Ánh mắt Thạch Cửu Thiên nhìn vào trên người Tô Thương, cười nói, chuyện gần đây em đã làm, anh có từng nghe qua rồi, em ở chiến trường biên giới phía Nam, dẫn đầu đoàn người vệ sĩ nhà họ Tô,
diệt sạch mấy chục vạn quân địch, chỉ chết có hai người thôi, đối với em mà nói, chỉ là chuyện nhỏ. Vừa nói, Thạch Cửu Thiên cất đi khăn mặt, ngay sau đó tự giới thiệu mình, em họ, anh giới thiệu lại lần nữa, anh tên là Thạch Cửu Thiên, là con của cậu hai Thạch Vân Phi của em, mẹ Thạch Ngọc Yến của em, là cô ruột của anh. Mặc dù cha anh ở nhà gọi anh là anh hai, có điều anh ở trong đám người trẻ tuổi, anh lại là người lớn tuổi nhất, nên em chỉ cần gọi anh là anh họ thôi cũng được. Thạch Cửu Thiên cười nói. Anh họ. Nếu đối phương đã có ý tốt như vậy, Tô Thương tất nhiên sẽ vui vẻ đón nhận, sau đó biết nhưng vẫn hỏi lại, anh họ, vùng núi tế trời từ trước đến nay không chào đón em, vì sao anh lại giúp em? Ha ha, cô Ngọc Yến là thần tượng của anh, từ khi anh còn nhỏ, bà ấy rất tốt với anh, thường xuyên lén lút đưa anh xuống núi, bọn anh cùng nhau săn gà rừng, nướng khoai lang, bà ấy còn dạy anh võ công nữa. Cũng có thể nói bác gái như mẹ. Cô Ngọc Yến cũng giống như mẹ của anh, em là con của bà ấy, anh chắc chắn xem em như huyết mạch thân thiết của mình rồi. Thạch Cửu Thiên cười nói, huống hồ gì, trước khi xuống núi lần này, anh có gặp cô, có hứa với cô rằng, sẽ chăm sóc em nhiều hơn. Vì thế, em trai, chuyến đi vúi võ đang lần này, em cứ yên tâm đi, anh họ đảm bảo em không cần lo lắng gì đâu. Thạch Cửu Thiên chăm chú hứa hẹn. Thế thì cảm ơn anh họ trước rồi. Tô Thương khách sáo nói một câu, sau đó cảm xúc có chút kích động mà nói, anh họ, anh đã gặp mẹ em, bà ấy bây giờ thế nào rồi? Cô đang rất an toàn, bây giờ đang ở Tư Quá Nhai, ông nội để bà ấy hối lỗi, nếu không nhận ra được sai lầm của mình thì cả đời cũng không được bước ra Tư Quá Nhai. Đối diện với Tô Thương, Thạch Cửu Thiên không có bất kỳ ý xấu gì, mà thành thật nói. Cái gì? Tô Thương nghe vậy, giọng điệu lạnh lùng nói, mẹ em quả nhiên là bị Thạch Hạo hãn nhốt, thật đáng chết. Em họ, đừng nói lung tung. Thạch Cửu Thiên giải thích, ông nội cũng không có ác ý gì, ông ấy từ trước đến nay đều khẩu xà tâm Phật, trong lòng em phải có sự tôn kính với ông ấy chứ. Hừm. Tô Thương hừm lạnh một tiếng, cũng không nói nhiều lời nữa. Thạch Cửu Thiên thấy vậy, thở dài một hơi, cũng không khuyên nữa. Anh ấy biết Tô Thương hận ông nội, nếu đổi lại là anh ấy, cũng sẽ hận ông nội, dù sao 5 năm trước, ông nội đưa cô đi, chia rẽ gia đình em họ. Em họ, em đừng tức giận. Sau khi im lặng một lúc, Thạch Cửu Thiên nghiêm túc nói, lần này anh tham gia đại hội võ thuật của trăm tông phái, mục đích chủ yếu nhất cũng là cứu cô ra ngoài, để cho nhà các em được đoàn tụ. Anh tham gia đại hội võ thuật trăm tông phái. Có liên quan gì đến chuyện cứu mẹ em ra ngoài chứ? Tô Thương nghi ngờ nói. Em trai, em có chỗ không biết rồi. Thạch Cửu Thiên giải thích, ông nội từng đồng ý với anh, chỉ cần anh đứng đầu ở đại hội võ thuật của trăm tông phái, ông ấy sẽ đồng ý một yêu cầu của anh, chỉ cần ông ấy làm được thì bất kỳ yêu cầu gì cũng đồng ý. Anh đã nghĩ kỹ, đợi anh giành được quán quân, đầu tiên là sẽ nói với ông nội, thả cô rời khỏi Tư Quá Nhai. Đồng thời cũng thu nhận nhà họ Tô ở Giang Bắc nhà em. Thạch Cửu Thiên chân thành nói. Ha ha, vậy thì cảm ơn anh họ rồi, mong chờ biểu hiện của anh họ ở đại hội võ thuật của trăm tông phái. Tô Thương vừa cười vừa nói, trong lòng có chút cảm động. Em trai khách sáo rồi, không cần nói cảm ơn với anh họ này đâu. Thạch Cửu Thiên nói tiếp, đúng rồi, em trai, em cũng sẽ tham gia đại hội võ thuật trăm tông phái phải không? Anh nghe nói em ở thành phố đã giết mấy tên tông sư đỉnh phong, chắc chắn cũng là cảnh giới này nhỉ. Tông sư đỉnh phong, cũng tính là khá mạnh rồi, chắc là có thể nằm ở top 30, có điều gặp được thiên tài chân chính ở ngọn núi nổi tiếng, chỉ sợ không phải đối thủ của họ. Thạch Cửu Thiên Trượng Nghĩa nói, nhưng mà, em họ, em cứ yên tâm, anh họ cũng với những thiên tài đó, đều có chút giao tình, sẽ sớm gặp nhau chào hỏi thôi, để anh nhắn họ ra tay lưu tình. Tuyệt đối đừng làm tổn thương em. Được rồi anh họ, Tô Thương buồn cười, cũng không nói gì khác. Thật ra, với thực lực của Tô Thương ngày hôm nay, cầm trong tay kiếm thương khung, có thể xó sổ được thần tông sơ kỳ. Nếu như ra hết con át chủ bài, lấy ra chìa khóa của Đông Phủ, tháp hư không, thì dù là gặp được thần tông trung kỳ, đều có thể đấu một trận. Mà anh họ Thạch Cửu Thiên này, chỉ là bán thần tông mà thôi. Lại ở trước mặt Tô Thương mà mạnh miệng,
thật là có chút buồn cười mà. Có điều, anh họ cũng là có ý tốt, Tô Thương đương nhiên sẽ không để anh ấy khó chịu rồi. Thạch Cửu Thiên khẽ gật đầu, sau đó lại nhìn hai cái xác ở phía dưới đất, anh ấy trầm giọng nói, hai người này, bất kính với cô, chết không có gì đáng tiếc. Đúng vậy, Tô Thương gật đầu. Anh cũng đã có ý muốn giết bọn họ, nếu như Thạch Cửu Thiên không ra tay thì chính anh sẽ ra tay. Em họ. Lúc này, Thạch Cửu Thiên cười hỏi, em không tò mò vì sao anh chỉ là một bán thần tông, vậy mà lại có thể giết được hai tên thần tông sơ kỳ sao? Anh họ đến từ vùng đất tế trời, ắt hẳn sẽ có nhiều thủ đoạn, chuyện này có gì đáng hỏi chứ? Tô Thương cười nói. Ha ha, em họ thông minh. Thạch Cửu Thiên ưỡn ngực, ngẩng đầu, kiêu ngạo nói, không sai, lần này xuống núi, anh một mình đi ra ngoài, ông nội có chút không yên tâm nên đã cho anh một tấm bùa bảo vệ. Tấm bùa đó, là một tấm phù lục thượng cổ, một khi xuất ra là có thể giết chết được thần tông hậu kỳ. Hai người này, chỉ là thần tông sơ kỳ mà thôi, dùng để giết bọn họ có chút hơi tiếc rồi. Thạch Cửu Thiên lại nghiêm túc nói tiếp, nhưng mà anh không có hối hận, bọn họ dám sỉ nhục tới cô Ngọc Yến, bắt buộc phải chết, có cho anh thêm một cơ hội nữa thì anh vẫn sẽ dùng tấm phù lục thượng cổ đó, khiến hai tên này đều phải chết không còn thấy xác. Anh họ uy phong. Tô Thương nở một nụ cười chân thành, lần đầu tiên anh nịnh nọt người khác mà lại thấy thoải mái như vậy. Đây là việc anh nên làm. Thạch Cửu Thiên mỉm cười, sau đó nói, em họ, không còn sớm nữa, nơi này còn cách xa núi Võ Đăng 3-4 tiếng đi xe nữa, em đi cùng với anh, hay là sao? Anh họ, không làm phiền anh nữa, em và bạn của em cùng đi là được rồi. Tô Thương nói thêm một câu, chúng ta hẹn gặp lại nhau ở núi Võ Đăng nhé. Được. Thạch Cửu Thiên lấy điện thoại ra, mở mã QR code tài khoản WeChat của mình, chủ động nói, em họ, kết bạn nhé, gặp phải chuyện gì còn kịp thời báo với anh, trong giới luyện võ, lời nói của anh cũng khá là có trọng lượng. Được. Tô Thương từ trong vòng tay chứa đồ lấy điện thoại ra, quét mã WeChat của Thạch Cửu Thiên. Em họ, tạm biệt. Tạm biệt. Sau khi chào tạm biệt Tô Thương xong, Thạch Cửu Thiên liền nhấn nút điều khiển từ xa mở cửa chiếc xe Land Rover, một mình lái xe rời khỏi khu phục vụ. Anh họ, thật thú vị. Nhìn thấy Thạch Cửu Thiên đã rời khỏi, Tô Thương nở một nụ cười, anh vô cùng có thiện cảm với người anh họ này. Tô đại thiếu gia, người họ hàng này của anh thật được nha, có anh ta bảo bọc chúng ta thì chúng ta có thể tung hoành ở núi Võ Đăng rồi. Vương Phú Quý vui vẻ nói, rõ ràng cậu ấy biết vùng đất tế trời đại diện cho cái gì. Tô Thương gật đầu, sau đó nói, Ali, tranh thủ chưa ai phát hiện ra, cô dùng thông thiên linh thú quyết xử lý hai cái xác này đi, sau đó chúng ta cũng phải xuất phát rồi. Vâng, cậu chủ. Ali sớm đã muốn xử lý hai cái xác cảnh giới thần tông sơ kỳ kia rồi, lúc này cô ấy động suy nghĩ một cái, hai cái xác đó liền hóa thành hai dòng máu, chui thẳng vào cơ thể của Ali. Vì tốc độ rất nhanh cho nên ở đó không ai có thể thấy được. Nhưng Vương Phú Quý lại có thể nhìn thấy, cậu ấy không khỏi dùng mình một cái, trong lòng càng thêm e sợ Ali rồi. Ali, tinh huyết của thần tông sơ kỳ ắt hẳn là tinh huyết mạnh nhất so với các tinh huyết mà cô nuốt trước đây chứ nhỉ? Tô Thương tùy tiện hỏi. Không phải. Ali lại lắc đầu nói, lúc trước ở nước đê, cậu chủ ném vào cái xác kia mới là tinh huyết mạnh nhất. Cô nói là Đoan Mộc Lưu sao? Ali gật đầu. Về phần Đoan Mộc Lưu, Tô Thương chỉ biết, đối phương là thần tông, chứ không biết cảnh giới cụ thể của ông ta là gì. Thế là bèn hỏi, Ali, cô có phát hiện ra Đoan Mộc Lưu là cảnh giới gì không? Hình như là thần tông đỉnh phong, nhưng tôi cũng không dám chắc chắn, ông ta có một phần tinh huyết mà sức mạnh bên trong đó đã vượt quá phạm vi thần tông rồi. Ali lại nói tiếp, tôi chỉ có thể đoán là ông ta đã chạm đến ngưỡng cửa cao hơn, nhưng vẫn chưa bước vào được nửa bước nữa. Lẽ nào trong hệ thống luyện võ, trên thần tông còn có cảnh giới khác sao? Tô Thương khẽ nhíu mày, sau đó hỏi, Ali, cô cảm thấy cô có thể đối phó lại với cảnh giới đó của giới luyện võ không? Có thể, Ali tự tin trả lời. Vậy thì tốt. Tô Thương gật gật đầu, khóe miệng nhếch lên cười, đi thôi,
xuất phát đến núi Võ Đang, tôi đã liên hệ với Tuyết Nhi rồi, cô ấy và Du Du tối nay khoảng 8 giờ sẽ tới, chúng ta cũng tranh thủ trước 8 giờ đến Võ Đang cổ trấn, tìm một chỗ nghỉ ngơi. Tiếp theo đó, Vương Phú Quý lái xe, rời khỏi khu phục vụ, dọc theo cao tốc Giang Hải, thẳng đến núi Võ Đang. Chấm chấm chấm. Lúc này, dưới núi Võ Đang, có một cổ trấn rất đặc biệt. Cái trấn nhỏ này, có lịch sử đã lâu đời, đại khái tồn tại cũng đã hơn 100 năm rồi, bởi vì lối kiến trúc phục cổ cho nên nó trở thành một địa điểm du lịch nổi tiếng gần xa. Nhưng mà mấy ngày gần đây, cổ trấn bị phong tỏa lại, không cho khách du lịch vào tham quan, lý do là để sửa sang, trùng tu lại, nhưng thực tế là để tiếp đón các đệ tử của các tông phái lớn đến tham gia đại hội võ thuật. Trong cổ trấn, nhà hàng, khách sạn, trung tâm thương mại, cùng với đủ loại chỗ ăn chơi, giải trí, cái gì cần cũng đều có. Điều đáng nhắc đến nhất chính là bất kể là khách sạn hay là khu vui chơi giải trí, toàn bộ đều mang âm hưởng cổ kính, trang trí bên trong rất khó nhìn thấy các thiết bị hiện đại. Đương nhiên, máy lạnh cùng các thiết bị thiết yếu thì vẫn phải có. Võ Đang cổ trấn, nơi phồn hoa, đặc sắc nhất ắt hẳn là Xuân Quang lâu rồi. Nơi đây tương đương với quán bar cao cấp ở trong thành phố, kỳ thực chính là thanh lâu của thời xưa. Các cô em đón khách ở bên trong, toàn thân đều mặc cổ trang, oanh oanh yến yến, trang điểm lộng lẫy, đứng ngay trước cổng mời chào khách hàng. Đi sâu vào Xuân Quang lâu, có thể nhìn thấy các người đẹp cổ trang, để lộ ra cái chân trắng nõn, biểu diễn những điệu múa cổ xưa, còn có mấy cặp nam nữ đang ôm ôm, ấp ấp nhau nữa. Lúc này, ở lầu 4 của Xuân Quang lâu, một thanh niên mặc bộ trường bào dài màu đen, đứng ngay cạnh cửa sổ, ánh mắt âm u lạnh lẽo. Anh ta chính là đệ nhất thiên tài của vùng đất nơi thâm sâu vân vụ, thiếu gia Mạc Đao. Các tông phái lớn của giới luyện võ, thiên tài vô số, nhưng để có thể uy hiếp đến mình chỉ có 5 người mà thôi. Mạc Đao biểu cảm lạnh lùng, phân tích nói, những người khác tạm thời không nói đến, nhưng Thạch Cửu Thiên, chính là mối họa ngầm lớn nhất. Đại hội võ thuật năm nay, quy định thi đấu giống như những năm trước, xáo trộn hết tất cả tên của những người tham gia thi đấu, sau đó ngẫu nhiên chia thành 12 bảng đấu, mỗi bảng có 48 người. Người đứng đầu mỗi bảng mới có thể tấn cấp, thành công bước vào cửa tiếp theo, nếu không thì sẽ bị loại trừ. Mạc Đao nghiêm chỉnh nói, sáng nay, việc phân chia bảng thi đấu cũng đã kết thúc, mình cùng với Thạch Cửu Thiên của núi Thái Sơn cùng được phân vào một bảng. Cái tên Thạch Cửu Thiên này, nghe nói đã tiếp nhận truyền thừa của vùng đất tế trời, bây giờ thực lực thâm sâu khó lường, đối với anh ta, mình không nắm chắc phần thắng lắm. Nói đến đây, Mạc Đao liền dò hỏi, quỷ ảnh, tôi kêu anh điều tra hành tung của Thạch Cửu Thiên, kết quả sao rồi? Vừa nói dứt lời, thì từ sau lưng của Mạc Đao liền hiện ra một luồng xương đen. Luồng xương đen này dần dần ngưng tụ lại thành một người. Anh ta chính là quỷ ảnh, cao thủ của vùng đất nơi thâm sâu vân vụ, cao thủ cảnh giới thần tông trung kỳ. Dạ thưa thiếu sơn chủ. Quỷ ảnh quỳ một chân xuống, chắp tay cung kính nói, Thạch Cửu Thiên một mình lái xe rời khỏi núi Thái Sơn, bên người hoàn toàn không có cao thủ bảo vệ, tính toán thời gian, tối nay khoảng 7 giờ chắc cũng sẽ tới Võ Đang cổ trấn. Một mình đi ra ngoài sao? Mạc Đao nghe vậy, lập tức nở một nụ cười nhạo, ha ha. Thạch Cửu Thiên, cái này không trách tôi được rồi. Quỷ ảnh, anh đi đến bên ngoài cổ trấn khoảng 30 dặm, chặn đánh Thạch Cửu Thiên, có thể giết thì giết, giết không được thì cố gắng đánh anh ta bị thương nặng. Mạc Đao khẽ híp mắt lại nói, cứ như vậy thì ở bảng đua thứ 7 sẽ không còn ai là đối thủ của tôi nữa rồi. Vâng. Quỷ ảnh sau khi nhận được mệnh lệnh, trong nháy mắt liền hóa thành một đám sương mù đen biến mất vào trong không trung. Ha ha, không ai có thể ngăn cản được mình trở thành minh chủ võ lâm cả. Mạc Đao lạnh lùng nói, sau đó liền mở cánh cửa sổ bên cạnh ra, quan sát cổ trấn đang nhộn nhịp ở phía dưới, khóe miệng nở một nụ cười đắc ý. Võ Đang bây giờ vô cùng náo nhiệt. Các thanh niên tài giỏi của các tông phái lớn, dưới sự hộ tống của các trưởng bối lần lượt kéo đến cổ trấn. Lúc này, trên núi Võ Đang, trong một căn phòng cổ kính, một ông già mặc áo choàng dài, cổ màu xanh nước biển, đang ngồi xếp bằng,
tay cầm một cây phất trần, đặt giữa hai cánh tay. Lão đạo sĩ hai mắt khép hờ, trên khuôn mặt già nua không hề có biểu hiện gì, nhìn không ra được bất kỳ cảm xúc gì. Ông ấy chính là trưởng môn đương nhiệm của Võ Đang Thiên Cơ Môn, Vương Trọng Vân, quản lý toàn bộ võ đang. Nhưng mà, trên ông ấy còn một lão môn chủ nữa, cao hơn Vương Trọng Vân hai vế, chính là sư thúc tổ của ông ấy. Năm đó đông đảo các môn phái vây đánh nhà họ Tô ở núi Côn Luân, chính vị lão môn chủ đó đã âm thầm hỗ trợ giúp ông nội Tô Kiền Khôn của Tô Thương. Đồng thời, chính ông ấy đã nói cho thiên niên sát của núi Cửu Phong biết, tương lai nhà họ Tô sẽ quật khởi trở lại, thậm chí có thể hóa giải được nguy cơ của núi Cửu Phong. Bởi vậy, Thiên Sơn Tuyết mới che giấu thân phận, đến Giang Bắc, dùng chính cơ thể của mình để kết duyên cùng với nhà họ Tô, rồi mới có Tô Du Du và Tô Tinh Hà. Sư phụ, ngày mai chính là đại hội võ thuật rồi, các cao thủ và các thanh niên tài giỏi của các tông phái lớn đều đã đến gần đủ rồi, vậy sao vẫn chưa thấy lão môn chủ xuất hiện vậy? Lúc này, một người đạo sĩ trẻ tuổi bên cạnh tò mò hỏi. Vương Dã. Vương Trọng Vân mở hai mắt ra, nhìn sang người đạo sĩ bên cạnh, kiên định nói, đừng nên nóng vội, trong lòng sư thúc tổ tự có tính toán của mình, lúc nào ông ấy xuất hiện thì ông ấy sẽ xuất hiện. Dựa vào tiên đoán của lão tông chủ thì sau khi đại hội võ thuật lần này thì thiên hạ sẽ trải qua một thời kỳ đổi mới, ai cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng ắt hẳn sẽ là một sự biến hóa long trời lở đất. Vương Trọng Vân nhìn Vương Dã. Nói tiếp, con chính là thiên tài kiệt xuất nhất của võ đang trong 100 năm trở lại đây, kỳ môn chi thuật con cũng đã tôi luyện thành thục, lần đại hội võ thuật lần này, sư phụ mong chờ con trổ tài giành lấy ngôi vị quán quân, con có thể nắm chắc không? Nắm chắc đương nhiên là con có. Biểu cảm của Vương Dã rất giống với Vương Trọng Vân, không vui không buồn, dường như nhìn thấu hết trần thế, đoạn tuyệt với thất tình, giọng điệu bình thản nói, nhưng mà, sư phụ, cho tới nay... Núi võ đang chúng ta chưa bao giờ tranh giành quyền thế, từ trước tới nay cũng không tham gia đại hội võ thuật, tại sao lần này người lại muốn đệ tử ra tay? Có một chuyện sư phụ chưa nói cho con biết, dưới sự dẫn dắt của ba đại thế lực, các tông phái ở trong giới luyện võ đã có một quy định. Vương Trọng Vân giải thích nói, người đứng đầu đại hội võ thuật năm nay chính người do ông trời chọn, giới luyện võ sẽ nghe theo ý trời, tôn vinh người đó lên làm minh chủ. Quản lý toàn bộ giới luyện võ. Vương Dã nghe vậy, kinh ngạc nói, sư phụ, người muốn con làm minh chủ võ lâm sao? Không sai, Vương Trọng Vân gật đầu. Tại sao, võ đang chúng ta tu tâm dưỡng tính, từ trước tới nay không tranh quyền đoạt thế, sao người lại muốn con quản lý giới luyện võ chứ? Vương Dã không hiểu liền hỏi. Ai ya? Vương Trọng Vân thở dài một hơi. Sau đó nói, kết cục tương lai của giới luyện võ sau này không biết sẽ ra sao, không ai có thể biết được. Mà các đại môn phái đều chú trọng công danh lợi lộc, có người dã tâm mãnh liệt, có người thủ đoạn tàn ác, có người thì tư lợi riêng, có người thì lại giết chóc quen tay. Vương Trọng Vân nói tiếp, mấy người đó, cho dù là thiên phú có cao, nhưng cũng không thích hợp để làm minh chủ võ lâm, nếu không thì chỉ có thể khiến cho giới luyện võ vạn kiếp bất phục mà thôi. Vì để đề phòng chuyện đó xảy ra, cho nên sư phụ mới muốn con giành lấy hạng nhất, tránh cho giới luyện võ rơi vào tay những kẻ đó. Vương Trọng Vân nhìn Vương Dã, nghiêm túc nói, Vương Dã, con là đứa trẻ từ nhỏ đã có tấm lòng lương thiện, không tranh không giành, thờ ơ với mọi thứ. Cũng bởi vì như vậy, cho nên con mới 25 tuổi mà đã lĩnh ngộ được kỳ môn chi thuật. Vương Trọng Vân ngưng trọng nói, nhưng lần này... Sư phụ kêu con đi tranh, đi giành, hoàn toàn không phải là vì mình mà là vì tương lai của giới luyện võ, con có bằng lòng không? Con bằng lòng. Hai mắt Vương Dã lóe sáng, cung kính đáp lại, sư phụ, người yên tâm đi, hạng nhất của đại hội võ thuật, con nhất định lấy được. Ha ha ha, tốt. Vương Trọng Vân vuốt vuốt râu, hài lòng gật đầu, con đã là thần tông sơ kỳ, chỉ còn cách một bước nữa là đã đạt được thần tông trung kỳ rồi. Dựa vào sự ảo diệu của kỳ môn chi thuật, cho dù gặp phải thần tông hậu kỳ, thì con vẫn có thể đánh được một trận. Vương Trọng Vân tự tin nói, mà các thanh niên tuấn kiệt trong giới luyện võ, không có ai có thể cùng còn tranh luận được, nếu như con ra tay, ắt hẳn sẽ là quán quân, trở thành minh chủ được mọi người kính trọng.
con đối với mấy cái hư danh này hoàn toàn không có hứng thú, con chỉ muốn du ngoạn sông núi, đắm chìm cùng với núi non ngàn dặm mà thôi. Vương Dã lạnh nhạt nói, nhưng mà nếu như giới luyện võ cần con thì con cũng sẽ không lùi bước. Chỉ là, sư phụ, về sự biến đổi của giới luyện võ, lão môn chủ chỉ để lại mấy lời nói, rốt cuộc là xảy ra sự biến đổi gì vậy? Nói đến sau cùng, Vương Dã liền nghi hoặc nói. Chuyện này, sư phụ từng hỏi sư thúc tổ, ông ấy chỉ trả lời sư phụ một câu. Vương Trọng Vân ngẩng đầu ra ngoài cửa sổ, lẩm bẩm nói, thiên cơ không thể tiết lộ, nếu không sẽ có đại họa. Thì ra là vậy. Vương Dã gật đầu, sau đó nói, thời gian trước, con dùng kỳ môn chi thuật, tính xem lén thiên cơ, cưỡng ép hướng đi của giới luyện võ, kết quả là bị thiên đạo phản phệ, phun ra một ngụm máu. Đồ nhi, con hồ đồ rồi à, vết xe đổ lúc trước của lão tông chủ, con quên rồi sao? Vương Trọng Vân tức giận trách phạt trước, sau lại ân cần hỏi, vậy vết thương của con thế nào rồi? Không có gì đáng ngại, đã hồi phục lại như ban đầu rồi. Vương Dã nói tiếp, lão tổ tông lén nhìn tương lai, cho nên mới bị thiên đạo giết chết, nhưng con ngay cả một góc cũng chưa xem ra được, bởi vậy vết thương mới không nặng. Như vậy thì tốt. Vương Trọng Vân gật đầu. Lão tổ tông trong miệng ông ta nhắc tới chính là người mấy trăm năm trước đã tiên đoán ra sau đại hội võ thuật năm nay sẽ có một đại nhân vật xuất hiện làm thay đổi giới luyện võ, người đó còn cao hơn cả lão môn chủ vẫn chưa hiện thân hiện nay mấy vai vế. Nhưng đáng tiếc, vị lão tổ tông đó đã sớm chết dưới thiên đạo rồi. Nhưng mà, cho dù là không lén xem thiên cơ, thì ông ấy cũng không sống được đến bây giờ. Tuổi thọ của người luyện võ là có giới hạn, cứ coi như có thể sống thêm lâu được nữa, thì cũng sẽ không quá 500 tuổi. Tiếp theo đó, Vương Dã rời khỏi phòng của Vương Trọng Vân, trở về phòng của mình. Đối với đại hội võ thuật ngày mai, anh ấy không hề lo lắng chút nào, thậm chí cũng không hề để trong lòng. Dựa vào kỳ môn chi thuật của anh ấy, thì anh ấy có thể tự tin đánh bại được tất cả thanh niên tài giỏi trong thiên hạ. Thời gian thấm thoát trôi qua. Bất chi bất giác, mặt trời đã xuống núi, sắc trời tối sẫm lại. Mùa thu trời tối nhanh hơn là vào mùa hè, còn chưa tới 7 giờ nhưng bầu trời đã tối đen rồi. Võ đang cổ trấn sáng rực ánh đèn, bên trong cổ trấn treo đủ loại đèn lồng, chợ đêm chật ních người, giống như hội chợ trong phim cổ trang và phim truyền hình khi có mấy lễ hội diễn ra vậy. Lúc này, bên ngoài võ đang cổ trấn 30 dặm. Nơi này là một bãi đất trống, là một bãi đỗ xe điển hình. Lúc bình thường, khách du lịch sẽ dừng xe ở đây, sau đó sẽ ngồi xe bus vào tham quan cổ trấn. Bây giờ cũng là như vậy, những người của các đại tông phái, dưới sự sắp xếp của võ đang sẽ dừng xe ở đây. Nhưng mà, trong cơ thể của những người luyện võ có chân khí, tốc độ đi bộ còn nhanh hơn cả xe. Do đó không cần ngồi xe bus. Lúc này, Thạch Cửu Thiên của núi Thái Sơn chạy xe tới bãi đỗ xe, để đỗ xe. Sau đó, cậu ấy đi xuống từ trong xe, định bay thẳng lên võ đang cổ trấn luôn, theo như biển báo giao thông chỉ dẫn. Nhưng lúc này, Thạch Cửu Thiên bỗng nhiên phát hiện ra, có một luồng khí tức rất mạnh, bóp chặt chính mình, mang đến cho cậu ấy một cảm giác nguy hiểm. Hả? Thạch Cửu Thiên nhíu mày, liền dừng bước, nhìn xung quanh phía sau, chân mày nhíu sâu hơn, tự lầm bầm, kỳ lại sao không có người nhỉ, chẳng lẽ cảm giác của mình bị sai sao? Nghĩ tới đây, Thạch Cửu Thiên liền phủi phủi bộ quần áo thể thao màu trắng dính bụi đất, rồi rời khỏi chỗ này. Chấm. Vèo. Nhưng chính lúc này, bỗng nhiên có một làn sương mù màu đen, nhanh chóng tập kích về phía cậu ấy. Tốc độ di chuyển của đám người mặc áo đen rất nhanh. Hơn nữa trong quá trình di chuyển, đám người áo đen dần dần biến thành một người áo đen. Trong tay người này cầm một con dao găm, con dao này toát ra sự lạnh lẽo và sắc nhọn, với dáng vẻ lẫm liệt đó, liền đâm thẳng vào ngực Thạch Cửu Thiên. Anh ta chính là cao thủ mà Mặc Đao cử tới, Quỷ Ảnh. Sau khi nhận lệnh, Quỷ Ảnh đã chờ rất lâu ở chỗ này, cuối cùng cũng gặp được Thạch Cửu Thiên, đương nhiên không do dự, mà ra ngay lập tức tay giết cậu ấy luôn. Hừ. Thạch Cửu Thiên phản ứng lại,
trong chốc lát ánh mắt sắc lạnh không gì sánh bằng, lạnh lùng hừ một tiếng, liền tránh né nhát dao găm đó. Sau đó, tay phải cậu ấy như thanh đao, trong chốc lát, chân khí trong lòng bàn tay cũng bắt đầu ngưng tụ lại, hung hãn chém về phía quỷ ảnh. Quỷ ảnh không tránh kịp, lấy khuỷu tay để cản lại. Sau một lúc, va chạm chân khí, thì luồng khí dư âm sau cuộc chiến, như những gợn sóng bắn ra khắp xung quanh. Anh là ai, sao lại giết tôi chứ, người nào đã cử anh tới vậy? Thạch Cửu Thiên tra hỏi liên hồi. Quỷ ảnh thì không hé răng nửa lời, ngược lại còn phi con dao găm vào thẳng phía cổ họng của Thạch Cửu Thiên một lần nữa. Người Thạch Cửu Thiên nhanh chóng lùi về phía sau, tuy giữ được một mạng, nhưng cổ họng lại xuất hiện một vết xước, cũng không có ảnh hưởng gì lớn cả. Ra tay cũng là chiêu hiểm, rốt cuộc là ai cử anh tới vậy? Thạch Cửu Thiên lấy ra chiếc khăn tay màu trắng, lau vết máu trên cổ, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng nói, chỗ này là núi Võ Đang, đại hội võ thuật của trăm tông phái sắp đến, anh đánh nhau với tôi ở đây một cách quang minh chính đại như vậy, không sợ bản thân muôn đời muôn kiếp không thể sống yên ổn với các tông phái kia sao? Cậu ấy có thể phát hiện ra được, người áo đen trước mặt, cảnh giới cao hơn mình rất nhiều, chắc là thần tông trung kỳ. Cao thủ của cảnh giới này, không phải đối thủ mà cậu ấy có thể đối phó được trong lúc này, cho nên mới nói chuyện để kéo dài thời gian. Ha ha, nhanh chóng giết cậu, thì sẽ không có người biết đâu. Quỷ ảnh khàn giọng trả lời đúng một câu, sau đó liền nắm chặt chiếc dao găm, phi tới Thạch Cửu Thiên một lần nữa. Hừ, thần tông trung kỳ bình thường thôi mà, tôi chính là nhân tài của núi Thái Sơn, anh thật sự cho rằng tôi không làm gì được anh sao? Thạch Cửu Thiên giận tím mặt, trầm giọng nói, hôm nay, anh muốn giết tôi à, không dễ dàng như vậy đâu. Vừa nói xong, Thạch Cửu Thiên không dám sơ suất, nhún người tiếp chiêu. Sau đó, hai người không ngừng đánh nhau, chân khí ở hiện trường tàn phá hết mọi thứ khắp xung quanh, xe hơi xung quanh cũng bị phá cho hỏng hết sạch. Thạch Cửu Thiên chỉ là bán bộ thần tông, nhưng cậu ấy cũng dốc hết sức ra tay. Trong nháy mắt, cũng bất phân thắng bại với quỷ ảnh, xem ra thực lực cũng ngang nhau chứ bộ. Nhưng, trong lòng Thạch Cửu Thiên biết rõ, bản thân đã sử dụng hết tất cả các thủ đoạn, mới may mắn chống đỡ được người áo đen kia. Nhưng dưới tình huống này, chân khí của anh ấy thì không thể chống đỡ quá lâu được, chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao hết sạch thôi. Đến lúc đó, Thạch Cửu Thiên sẽ yếu thế ngã gục ngay xuống đất, và chắc chắn sẽ chết. Tôi đến từ vùng núi tế trời, anh to gan dám chặn đường giết tôi, lẽ nào anh không sợ sẽ gặp phải sự truy sát không hồi kết của núi Thái Sơn sao? Hai người đánh nhau đã mười mấy hiệp rồi, Thạch Cửu Thiên đã rơi vào thế yếu, liền mở miệng uy hiếp. Nhưng quỷ ảnh vương như không nghe được, khi ra tay thì tràn ngập sát khí, anh ta muốn sát hại Thạch Cửu Thiên nhanh chóng một chút. Sớm biết như vậy, thì lúc trước ở khu phục vụ, tôi đã không dùng bùa chú thượng cổ cho ông nội rồi. Thạch Cửu Thiên bỗng nhiên thấy hối hận, không nhịn được bèn bẩm bẩm một mình, mặc dù hai người kia chắc chắn phải chết, nhưng chết sớm hay muộn gì cũng như nhau thôi. Sau đó mình cử một tên cao thủ của Thái Sơn, thì có thể khiến họ chết không toàn thây rồi, tại sao mình phải dở trò để dùng hết thượng cổ phù lục chứ? Một lá bùa thượng cổ phù lục, có thể giết thần tông hậu kỳ, nếu có nó trong tay. Thì giết tên áo đen kia chỉ có trong nháy mắt thôi, nhưng đáng tiếc, là do mình sơ suất quá rồi. Thạch Cửu Thiên thở dài một hơi, thầm nghĩ, sự thật chứng minh, không thể đùa giỡn được, bây giờ nên làm thế nào mới đúng đây, lẽ nào mình đường đường là nhân tài của núi Thái Sơn, còn chưa được tham gia đại hội võ thuật của trăm tông phái, mà đã phải chết ở đây sao? Ngoài hối hận ra, thì trong lòng Thạch Cửu Thiên còn sinh ra nỗi sợ hãi mà trước nay chưa từng có. Đến tận bây giờ, anh ấy vẫn luôn sinh sống ở vùng núi tế chơi, rất ít khi xuống núi Thái Sơn. Cho dù ra ngoài, thì bên cạnh lúc nào cũng có cao thủ bảo vệ, để bảo đảm sẽ không có bất kỳ sơ hở nào. Lần này, anh ấy đột phá đến bán bộ thần tông, để chứng minh bản thân, bèn cố ý không đi cùng ông nội Thạch Hảo Hán, hơn nữa còn chuẩn bị cho cha tất cả các cao thủ để cha di chuyển. Nhưng ai biết? Hết lần này tới lần khác đều gặp phải ám sát. Từ nhỏ đến lớn, Thạch
Thạch Cửu Thiên chưa từng cảm nhận cảm giác sinh tử, hôm nay là lần đầu tiên. Ầm. Khoảng mấy phút sau, Thạch Cửu Thiên không chống đỡ được nữa, bèn tránh né dao găm, nhưng không thể né tránh được cú đấm của quỷ ảnh, ngay lập tức bị đánh bay cả người lên, máu nhuộm đỏ hết cả bầu trời. Bịch. Sau khi rơi xuống đất, Thạch Cửu Thiên phun ra một vũng máu, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Một đòn toàn lực của cao thủ thần tông trung kỳ, vô cùng kinh khủng, đương nhiên không phải một người còn chưa tới cảnh giới thần tông như anh ta có thể chịu được. Cũng chính lúc này, một đám người của Tô Thương tới, ẩn núp quan sát ở phía đằng xa. Bọn họ cùng phe với Thạch Cửu Thiên. Thạch Cửu Thiên vừa mới bước đi, đám người của Tô Thương, cho nên đụng phải chuyện như này. Khi Thạch Cửu Thiên và quỷ ảnh vừa mới đánh nhau, khoảng cách của đám người Tô Thương khá xa. Nhưng hai người bọn họ đánh nhau phát ra tiếng động quá lớn, và đã bị Tô Thương phát hiện ra. Thế là... Tô Vương, Ali, Vương Phú Quý, ba người bỏ lại xe, nhún người bay tới gần. Tô Đại Thiếu Gia, người kia không phải là anh họ của cậu sao? Vương Phú Quý nói nhỏ, trong bóng đêm. Tô Thương gật đầu nói, ừm, là anh ấy. Kém thật đó, lúc trước còn bá đạo ở trước mặt chúng, nói anh ấy cũng khá được, kết quả bây giờ lại bị người khác đánh rồi. Vương Phú Quý bĩu môi nói. Tô Thương nghe vậy. Liền cười nói, đối thủ của anh ấy, là thần tông trung kỳ đấy. Thần tông trung kỳ à? Vương Phú Quý nghe thấy vậy, hơi sững sờ, rồi nói, mẹ kiếp, anh họ vẫn ngầu đó nha, gặp phải thần tông trung kỳ mà lại chống cự được lâu như vậy, không hổ danh là anh họ nha. Cậu chủ, anh muốn ra tay giúp anh ấy không? Lúc này, giọng thiếu nữ của Ali vang lên. Không vội. Tôi muốn xem anh ấy có còn át chủ bài nào hay không. Tô Thương khẽ cười nói, với tư cách là nhân tài của núi Thái Sơn, một thân một mình đi ra ngoài, trên người không thể chỉ có một lá phù lục thượng cổ được. Cứ quan sát thêm đi, đợi anh ấy thực sự không chống cự được nữa, thì cậu cũng không được ra tay. Khóe miệng Tô Thương hơi nhếch lên, cười nói, tôi còn chưa bao giờ gặp, thần tông trung kỳ. Trước hết để cho tôi thử một lần xem có thể chiến thắng được hay không nhé. Tôi định sau đại hội võ thuật của trăm tông phái thì sẽ trúc cơ, kinh nghiệm chiến đấu càng nhiều, thì càng có lợi cho việc thăng cấp của tôi, người này, chính là một hòn đá mài dao tốt đó. Tô Thương bổ sung thêm. Ali lễ phép gật đầu. Thạch công tử, đừng trách tôi, muốn trách thì chỉ có thể trách số phận không may của chính cậu, cứ phải cùng một con đường với ông chủ tôi cơ. Lúc này, quỷ ảnh liên tục cười lạnh lùng, và chậm rãi bước về phía Thạch Cửu Thiên, nắm chắc cơ hội thắng cuộc trong tay. Cùng một con đường sao? Thạch Cửu Thiên nhíu mày, nghiến răng nói, chủ nhân của anh là ai? Cậu không cần biết, không ngờ rằng có một ngày, tôi có thể giết được nhân tài của vùng núi Tế Trời, ha ha ha, nghĩ lại thì sung sướng thật đó. Quỷ ảnh cười chế giễu, trong mắt tràn đầy sát ý. Cầm con dao găm trong tay muốn giải quyết Thạch Cửu Thiên luôn. Đồng tử của Thạch Cửu Thiên co vào nhanh chóng, hình như anh ấy không có sức đánh lại, rồi chậm chậm xê dịch người về phía sau. Chết đi! Quỷ ảnh lạnh lùng cười, một lát sau cơ thể liền biến tới gần Thạch Cửu Thiên, chuẩn bị cứa cổ Thạch Cửu Thiên. Keng! Nhưng chính lúc này, một ánh sáng lóe ra từ một thanh kiếm, đột nhiên xuất hiện, chặn con dao găm của quỷ ảnh. Hiện trường bỗng có tiếng kim loại va chạm truyền tới, cơ thể quỷ ảnh bị đẩy lùi về phía sau mấy bước. Ai vậy? Quỷ ảnh giật bắn người, trong mắt thoáng có chút sợ hãi, tâm hỏng ngắm nhìn bốn phía. Ám sát Thạch Cửu Thiên của núi Thái Sơn, việc này hết sức quan trọng, nhất định không thể có sai sót, tuyệt đối không thể để lộ tin tức, nếu không sẽ đem lại phiền phức rất lớn cho thiếu sơn chủ, cho nên quỷ ảnh mới hội hốt hoảng như vậy. Quỷ ảnh vừa nói xong, Tô Thương liền đi ra từ trong bóng tối một mình. Ali và Vương Phú Quý thì tiếp tục ẩn núp trong bóng tối, không hề xuất hiện. Lúc trước anh họ, có giả bộ ngầu ở trước mặt Tô Thương, vì không muốn làm cho anh họ xấu hổ. Cho nên, Tô Thương cũng không dùng hiện mạo ban đầu của mình, mà trước khi ra đây, anh ấy đã sử dụng thuật dịch dung, thay đổi một chút diện mạo của mình. Tuy thay đổi không quá lớn, nhưng người bình thường cũng có thể nhìn ra anh ấy chính là Tô Thương.
mà thanh kiếm đã chặn lấy con dao găm của quỷ ảnh lúc trước, đương nhiên là thương khung kiếm của Tô Thương rồi. Lúc này, kiếm thương khung lơ lửng giữa không trung, sáng lóe oai vệ, tra án áp tứ phương. Cậu là ai vậy? Ánh mắt của quỷ ảnh bỗng dừng lại trên người Tô Thương, quan sát tỉ mỉ, và đề cao cảnh giác. Vì anh ta không phát hiện ra luồng sóng chân khí nào trên người của Tô Thương, nên chỉ cảm thấy người này thâm sâu khó đoán. Một người tốt nào đó không tiện lộ danh tính ra thôi. Tô Thương thuận miệng trả lời, sau đó nhanh chân đi đến phía trước Thạch Cửu Thiên, đưa tay ra, kiếm thương khung kiếm liền nghe lời rồi biến vào trong tay anh ấy. Cầm kiếm thương khung trong tay, cơn tức giận của Tô Thương liền tan biến, chăm chú nhìn quỷ ảnh một cách lạnh lùng, chí khí dâng trào nói, tên thần tông giả khú anh, vậy mà lại đi ăn hiếp một thanh niên bán bộ thần tông, không biết xấu hổ sao? Liên quan gì tới cậu vậy? Quỷ ảnh tiếp nhận ánh mắt của Tô Thương, uy hiếp nói, chàng trai, tôi thấy tuổi cậu cũng không lớn lắm, chắc chắn không thể đặt chân đến cảnh giới thần tông. Tôi khuyên cậu tốt nhất đừng xen vào chuyện của người khác, mau đi ngay đi, tôi có thể coi như chưa hề xảy ra chuyện gì. Quỷ ảnh nắm chặt lấy con dao găm, trầm giọng nói, nếu không, thì đừng trách tôi hạ thủ vô tình. Ha ha, ngại quá, con người tôi không có ưu điểm gì khác, chỉ có mỗi tấm lòng trượng nghĩa này thôi. Hai mắt Tô Thương nheo mắt lại, cười cợt nói, cho nên, chuyện bao đồng, tôi nhất định phải xen vào. Cậu! Quỷ ảnh nghe vậy, không kìm được cơn giận nói, được, chàng trai, nếu cậu đã không biết sống chết ra sao, thì để tôi thành toàn cho cậu. Vừa nói xong, quỷ ảnh liền nghiêng người, thử xem trình độ của Tô Thương như thế nào. Cho dù không phát hiện ra cảnh giới của người bỗng dưng xuất hiện này, nhưng anh ta đã kết luận người này cũng không mạnh lắm. Thiếu Sơn chủ đã từng nói, tốt nhất là giết Thạch Cửu Thiên, cho nên quỷ ảnh mới không muốn cứ vậy mà chạy thoát. Anh ta chuẩn bị thăm dò trước một chút, nếu như người thanh niên cầm thanh kiếm trong tay kia, không phải là cao thủ, thì ngay lập tức anh ta giết hai người này cùng một lúc luôn. Nếu như đối phương có thể chống lại được mình, vậy mình sẽ chạy thoát. Dù sao Thạch Cửu Thiên đã chịu một đòn, bị thương nặng rồi, chắc chắn sẽ không thể nào tham gia đại hội võ thuật của các tông phái vào ngày mai được, nhiệm vụ của mình coi như đã hoàn thành. Muốn tới gần tôi sao? Tô Thương thấy vậy, liền đứng yên tại chỗ, sau đó cầm kiếm thương khung trong tay, nhanh chóng phi ra kiếm khí màu vàng. Vèo, vèo, vèo. Trong chốc lát, vô số những tia kiếm khí như hình trăng lưỡi liềm được phi ra, tập kích về phía quỷ ảnh, ép quỷ ảnh lui về sau. Kiếm khí mạnh thật. Cậu thanh niên này, thực lực cũng không mạnh lắm, nhưng nhát kiếm này, lại không giống bình thường. Thanh kiếm này có thể tăng thêm sức chiến đấu, nếu mình có được nó, thực lực chắc chắn sẽ tăng lên. Quỷ ảnh nhìn một cái là thấy được sự siêu phàm của thanh kiếm thương khung kiếm bất phàm, lòng dạ bỗng thay đổi. Thế là, anh ta dốc hết sức lực, định phân cao thấp với Tô Thương, trong nháy mắt cơ thể liền biến thành một làn khói màu đen, biến mất trong không trung. Ha ha, loại thủ đoạn tàn hình này, ở trước mặt tôi cũng chỉ là mấy trò vặt vãnh hèn mọn mà thôi. Tô Thương liên tục cười một cách lạnh lùng, cười lạnh liên tục. Anh ấy có được linh hồn của tiên đế, nên cảm nhận rất khác người, dù quỷ ảnh có biến thành một đám sương mù, thì anh ấy vẫn có thể đoán ra chính xác được vị trí của đối phương. Vèo, vèo, vèo. Ngay sau đó, Tô Thương khởi động kiếm thương khung, kiếm khí màu vàng óng, tập kích xung quanh quỷ ảnh. Đáng ghét, vậy mà có thể nhìn ra được bí thuật ẩn thân của mình. Quỷ ảnh tức quá hóa giận, nhưng đối mặt với những kiếm khí phi ra liên tục từ đầu đến cuối anh ta cũng không cách nào có thể tới gần Tô Thương được. Nhưng, quỷ ảnh ham muốn có được kiếm thương khung, cho nên không nỡ rời đi, mà lựa chọn ở lại gây chuyện với Tô Thương. Tôi cũng không tin, cậu có thể đánh ra kiếm khí suốt như vậy được. Cách nghĩ của quỷ ảnh, với của cổ Hồng Nguyệt lúc trước cũng không khác nhau là mấy, bọn họ đều cho rằng Tô Thương sẽ chống đỡ không được bao lâu. Chỉ là lần này, Tô Thương cũng không định lãng phí quá nhiều thời gian. Anh ấy biết sức chiến đấu của mình bây giờ, dưới tình hình trong tay có kiếm khung thương, mở đá thiên ẩn, lại thi triển chỉ xích thiên nhai,
đánh một cách bất ngờ thì có thể xóa sổ được thần tông sơ kỳ. Mà quỷ ảnh ở trước mặt, lại là thần tông trung kỳ, rõ ràng là mình không thể chống lại được. Còn về chìa khóa của Đông Phủ, tháp hư không, những đồ chí bảo này, trừ khi bất đắc dĩ, nếu không Tô Thương cũng không muốn để lộ những thứ này ra trước mặt người khác. Bởi vậy, sự lựa chọn dành cho Tô Thương, thì rất đơn giản, đó chính là huyết tế bí thuật. Bây giờ, vòng tay chứa đồ của Tô Thương, loại dược liệu gì cần đến thì đều có, không cần lo lắng phản vệ huyết tế, có thể không phải kiêng dè khi sử dụng huyết tế. Hôm nay, hắn muốn xem, tự mình mở huyết tế ra, dùng thêm các loại thủ đoạn, có thể giết được thần tông hay không? Huyết tế, mở ra. Tô Thương không có chút do dự nào, lập tức bắt đầu dùng bí thuật huyết tế, ánh đỏ quanh người tràn khắp bầu trời, hai mắt đều xuất hiện một màu đỏ tươi. Tô Thương sau khi mở huyết tế ra, kiếm thương khung trong tay, đều bị bao bọc bởi huyết khí, phát ra ánh sáng chói rực, không còn là màu vàng nữa, mà chính là màu đỏ thẫm của máu. Đá thiên ẩn, mở ra. Chỉ xích thiên nhai. Sau đó, Tô Thương lại hét to hai tiếng, trong chốc lát, bóng người anh ấy liền biến mất tiêu luôn. Hả? Quỷ ảnh bỗng ngẩn người ra, sợ sệt nhìn xung quanh, kết quả lại không phát hiện được vị trí của Tô Thương. Không thể đánh tiếp nữa, cậu thanh niên này có chút quái lạ. Quỷ ảnh cảm nhận được có gì đó không ổn, liền nảy sinh ra ý định rút lui, định bay lên trời rồi rời đi. Bây giờ muốn đi sao? Muộn rồi. Sau một lúc, bóng người của Tô Thương đột nhiên xuất hiện, cầm trong tay thanh kiếm đỏ ngòm, một nhát kiếm vung ra, ánh sáng màu đỏ nhuộm đỏ nửa bầu trời. Phốc! Trong chốc lát, đã khiến đầu của quỷ ảnh rơi xuống đất, máu tươi cuồn cuộn tuôn ra, người cũng ngã xuống theo. Cảnh giới thần tông trung kỳ quỷ ảnh, cứ như vậy mất mạng. Sau khi giải quyết xong đối phương, Tô Thương thu hồi kiếm thương khung, liếc mắt nhìn Thạch Cửu Thiên một cái, phát hiện mạng sống đối phương không có gì nguy hiểm, xoay người rời đi. N công xin dừng bước. Thạch Cửu Thiên phản ứng lại, vội vàng mở miệng nói. Tô Thương dừng bước, nhướng mày hỏi, có chuyện gì? Hôm nay đa tạ ân công ra tay cứu giúp, tại hạ Thái Sơn Thạch Cửu Thiên, dám hỏi tôn tính đại danh ân công, sau này dễ dàng báo ân. Thạch Cửu Thiên khách khí nói. Không cần báo ân, đối với tôi mà nói, đây chẳng qua là chuyện nhỏ không tốn sức mà thôi. Tô Thương nhẹ nhàng cười, không để lộ thân phận. Một mặt, anh ấy sợ anh mình sẽ xấu hổ. Đến nỗi vậy sao? Nếu Tô Thương chọn tham gia Bách Tông hội võ, khẳng định sẽ đạt được đệ nhất danh. Hơn nữa thân phận anh ấy đặc biệt, là hậu nhân Côn Luân Tô gia. Cho nên khiêm tốn một chút vẫn tốt hơn, miễn gây ra phiền toái không cần thiết. Mặc dù có A Ly ở đây, anh ấy không sợ bất kỳ kẻ nào trong võ giới cổ cả, nhưng lúc này, anh ấy cũng muốn chứng minh bản thân mình trong Bách Tông hội võ, nổi danh trong võ giới cổ. Bởi vậy, ngoại trừ có đồ cổ ra tay với anh ấy, nếu không Tô Thương không nghĩ sẽ để A Ly ra mặt. Nếu ân công không muốn tiết lộ tên họ, tôi cũng không tiện hỏi nhiều. Thạch Cửu Thiên dừng một chút, ngược lại nhịn không được hỏi đề tài cậu ấy vô cùng quan tâm, N công, tại sao ngài lại tới võ đang, chẳng lẽ vì Bách Tông hội võ, ngài là người dự thi sao? Ha ha, không phải. Tô Thương lắc đầu nói, tôi không có hứng thú với Bách Tông hội võ mấy, lại nói, với độ tuổi của tôi, cũng không có cách nào tham gia Bách Tông hội võ. Nghe thế, Thạch Cửu Thiên tức khắc thở dài một hơi nhẹ nhõm, vẻ mặt dễ chịu hơn không ít. Cậu ấy tận mắt thấy thực lực của ân công, một kiếm chém chết thần tông trung kỳ, sức mạnh toàn thân sâu không lường được, sức mạnh anh ấy sở hữu, không phải chân khí, vạn phần quỷ dị. Nếu ân công tham gia Bách Tông hội võ, Thạch Cửu Thiên rất rõ, mình rất khó có thể trở thành đệ nhất danh. Cho nên, bây giờ biết ân công không tham gia, cậu ấy như chút được gánh nặng. Hóa ra ân công là nhân vật cấp bậc tiền bối, nhìn vẻ ngoài của ngài. Vãn bối còn tưởng ngài là thanh niên tài tuấn. Thạch Cửu Thiên lộ ra một nụ cười, nói lời hay ít tốt, tiền bối biết giữ gìn vẻ ngoài quá, hiệp can nghĩa đảm, thực lực không tầm thường, khiến người khâm phục. Ha ha, vỗ mông ngựa không tồi. Tô Thương cười,
tiếp đó nói, Thạch công tử, tôi thấy vết thương của cậu không nhẹ đâu, ngày mai Bách Tông hội võ bắt đầu rồi, cậu có thể dự thi được không? Đa tạ tiền bối quan tâm, có điều, vết thương bé này không là gì cả. Thạch Cửu Thiên nhẹ nhàng cười nói, vãn bối đến từ vùng núi tế trời, trên người có thánh dược chữa thương, đêm nay điều dưỡng một chút, ngày mai sẽ trở lại đỉnh cao ngay. Vậy là tốt rồi, Thạch công tử, tôi mong chờ biểu hiện của cậu lắm, tôi đi trước đây. Tô Thương ôm quyền, sau đó thi triển chỉ xích thiên nhai, thân ảnh nhanh chóng biến mất trong đêm đen. Mình đã báo ra môn rồi, đến từ vùng núi tế trời, đó chính là thế lực lớn thứ nhất, thứ hai trong võ giới cổ. Nhìn theo Tô Thương đi xa, Thạch Cửu Thiên nhìn không được lầm bầm lầu bầu, khâm phục nói, nhưng ngay cả họ tiền bối cũng không nói cho mình, xem ra thật sự không cầu báo đáp, cứu mình, với ngài ấy mà nói chỉ là thuận tay làm việc tốt thôi. Mình đã thấy cao thủ còn mạnh hơn anh ấy, vùng núi tế trời có không dưới 10 vị, nhẹ nhàng giết chết thần tông trung kỳ. Nhưng mình với những người đó, có kính trọng, nhưng không quá lớn, có điều, đối với ân công, thật sự khâm phục vạn phần. Thực lực là thứ yếu, chủ yếu là phẩm hạnh của anh ấy, làm chuyện tốt không cầu hồi báo. Thạch Cửu Thiên nhìn phương hướng ân công biến mất, dừng lại thật lâu, sau đó mới thu ánh mắt lại. Ngay sau đó, cậu ấy nhìn vô số thi thể không đầu trên mặt đất, vẻ mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, người này trước đó đã nói rồi, hắn chặn giết mình, là vì mình và chủ nhân hắn được phân cùng một đường đua. Mà mình đã nhận được tin, mình ở đường đua thứ 9, bởi vậy có thể thấy được, người muốn mình chết, là người dự thi đường đua thứ 9. Thạch Cửu Thiên tiếp tục phân tích, hơn nữa, thực lực người kia hẳn là rất mạnh. Cảm thấy chỉ cần giết mình là hắn có thể trở thành đệ nhất danh của đường đua thứ 9, tiến vào trận quyết đấu tiếp theo. Đường đua thứ 9 sao? Ha ha, chuyện này rất đơn giản, mình chỉ cần gọi điện là có thể xác định mục tiêu ngay. Nghĩ đến đây, Thạch Cửu Thiên lập tức lấy điện thoại di động ra, điện thoại kết nối, cậu ấy nhàn nhạt nói, Tam Sư Thúc, giờ chú đang ở núi Võ Đăng phải không? Giúp cháu điều tra mấy cao thủ ở đường đua thứ 9, vừa rồi cháu bị ám sát. Có liên quan tới Bách Tông hội võ, có người không muốn để cháu lên sân khấu. Cuộc điện thoại này, kéo dài tới 3, 5 phút. Tiếp đó, Thạch Cửu Thiên cúp điện thoại, vẻ mặt vô cùng tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói, gia tộc Tây Môn hổ khiếu, ha ha, tốt lắm. Mới vừa rồi, cậu ấy đã nhận được tin từ Tam Sư Thúc rồi, đường đua thứ 9 có không ít cao thủ. Nhưng người chân chính có thể uy hiếp cậu ấy, chỉ có nhị công tử của gia tộc Tây Môn hổ khiếu. Năm nay, gia tộc Tây Môn phái tổng cộng 2 người dự thi, một người trong đó, tên là Tây Môn hổ khiếu. Tây Môn hổ khiếu này, một thân thực lực sâu không lường được, rất ít người thấy hắn ta ra tay, là một trong những người được chọn sẽ đứng đầu đường đua thứ 9. Mà Thạch Cửu Thiên, cũng là người được chọn sẽ đứng đầu. Sớm đã có đại lý bắt đầu mở phiên giao dịch, hai người coi như 50-50. Hiện tại Thạch Cửu Thiên bị người chặn giết, đương nhiên sẽ hoài nghi Tây Môn hổ khiếu. Thạch Cửu Thiên vốn dĩ đã chẳng có ấn tượng gì tốt với gia tộc Tây Môn rồi, giờ phút này đoán Tây Môn hổ khiếu phái người ám sát mình, lại càng thêm chán ghét gia tộc Tây Môn. Tây Môn hổ khiếu, Bách Tông hội võ ngày mai, chắc chắn tôi sẽ lấy đi tính mạng cậu. Để cậu biết được kết cục của việc đắc tội vùng núi tế trời. Thạch Cửu Thiên trầm giọng nói, lau vết máu trên khóe miệng, rồi rời khỏi hiện trường. Thời gian không còn sớm nữa, cậu ấy phải nhanh chóng tới võ đăng cổ trấn, uống thánh dược chữa thương, tránh chậm trễ trận đấu ngày mai. Thạch Cửu Thiên vừa đi không bao lâu, một thanh niên người mặc trường bào đen đột nhiên xuất hiện. Người này chính là Thiếu Sơn chủ trốn sâu trong mây mù, Mặc Đao công tử. Lúc này, Mặc Đao thấy thi thể quỷ ảnh, sắc mặt âm trầm đáng sợ, trong lòng càng hối hận. Đáng ghét. Nhầm rồi. Chuyện lớn như thế, vậy mà lại nhầm. Mặc Đao nghiến răng nghiến lợi, tức muốn hộc máu nói, Thạch Cửu Thiên ở đường đua thứ 7 căn bản không phải Thái Sơn Thạch Cửu Thiên. Người kia chẳng qua trùng tên với cái tên Thạch Cửu Thiên nổi tiếng kia thôi, đến từ một đỉnh núi nhỏ bé, thậm chí còn chẳng phải danh sơn. Thực lực nhỏ yếu bất kham, vừa mới bước vào cảnh giới thiên tông mà thôi,
tôi chỉ cần một ngón tay là có thể giết chết cậu ta, không hề tạo thành chút uy hiếp nào với tôi cả. Mạc Đao oán hận nói, đáng tiếc quá, tôi chỉ vì thế mà mất đi một thủ hạ trung thành. Tuy nhiên, quỷ ảnh à, đây cũng coi như cậu trả giá cho sai sót của mình, nếu cậu điều tra rõ ràng thì đã không có việc như hôm nay rồi, thôi vậy, để tôi tiễn cậu đi đoạn đường cuối cùng. Mạc Đao nhìn về phía thi thể quỷ ảnh, hơi giơ tay, liền có một làn khí màu đen trào ra, nháy mắt bao vây quỷ ảnh, gần như ngay lập tức, ăn mòn thi thể quỷ ảnh không còn một mảnh, xương cốt cũng không dư lại. Sau khi tiễn quỷ ảnh đi, sắc mặt Mạc Đao u ám, cảm thấy lần này quá mệt rồi. Không ngờ Thạch Cửu Thiên lại mạnh như vậy, dĩ nhiên có thể giết thần tông trung kỳ, nếu tôi muốn lấy được vị trí đầu tiên, vẫn phải giải quyết cậu ấy trước mới được. Mạc Đao lẩm bẩm, nhưng rồi lại phủ định nói, không đúng, nhìn thương thế của quỷ ảnh, hẳn là bị lưỡi dao sắc bén chém nứt đầu, mà Thạch Cửu Thiên không sử dụng vũ khí, tuyệt học là Thái Sơn Hoành Luyện, thân thể kim cương bất hoại, nói như thế, giết quỷ ảnh là một người khác. Cũng đúng. Đường đường là đệ nhất thiên kiêu Thái Sơn, Thạch Hạo Hãn sao có thể để cậu ấy ra ngoài một mình được, chắc chắn sẽ có người bảo hộ bên cạnh. Nghĩ đến đây, Mạc Đao thở một hơi nhẹ nhõm, ngược lại cười nói, nếu Thạch Cửu Thiên không ở đường đua thứ bảy, vậy đường đua thứ bảy kia, không ai ngăn được tôi nữa. Buổi chiều tôi đã điều tra rõ ràng cả rồi, mấy chục người ở đường đua thứ bảy này, tôi gần như biết rõ hết, chỉ có hai người đến từ Danh Sơn. Cảnh giới thiên tông cấp đỉnh phong, tôi không sợ, cho dù hai tên đó có liên thủ cũng chẳng phải đối thủ của tôi. Tuy nhiên, trong đó có một người tên là Lâm Uyên, tôi không tra được chút dấu vết nào cả, không biết cảnh giới cậu ấy thế nào. Mạc Đao cười nói, nhưng thế lực của cậu ấy, chỉ là một gia tộc nhỏ ở biên ải mà thôi, ngay cả tư cách tham gia Bách Tông hội võ, mãi đến năm nay mới đạt được, tất nhiên không đáng sợ hãi. Bởi vậy, tôi đương nhiên có thể thuận lợi thăng cấp, cùng 11 nhân tài kiệt xuất của các đường đua khác, tranh đoạt vị trí đứng đầu trong Bách Tông hội võ. Nghĩ đến đây, Mạc Đao lộ ra một mặt tươi cười vừa lòng, sau đó thả người biến mất. Bên kia, sau khi Tô Thương cứu Thạch Cửu Thiên, liền hội hợp với A Ly và Vương Phú Quý, gần đến cổ trấn rồi. Lúc này, ba người Tô Thương ngẩng đầu nhìn, là có thể thấy cổ trấn phồn hoa. Đèn đuốc sáng trưng, vô cùng náo nhiệt. Vì thế, ba người thả chậm bước chân, tản bộ qua khoảng sân vắng vẻ đi về phía cổ trấn. Sớm đã nghe nói cảnh đêm tại võ đang cổ trấn rất đẹp, vẫn luôn không thể tới, không ngờ lần đầu tiên đến lại là vì tham gia thi đấu. Vương Phú Quý nhìn phía trước, nhìn không được cười nói, mẹ nó, đẹp quá, như đường phố cổ xưa trong điện ảnh vậy. Ba người đi thêm vài phút. Đi vào cổng cổ trấn. Nơi này có cao thủ đạo sĩ võ đang trông coi, chỉ cho phép cổ võ giả tiến vào. Tô Thương dùng linh khí, chuyển hóa thành chân khí, thể hiện thực lực của cảnh giới thiên tông, đạo sĩ không ngăn lại, để ba người Tô Thương tiến vào cổ trấn. Wow! Lúc này, Vương Phú Quý nhìn về phía lâu vũ bên trái, như phát hiện ra đại lục mới, vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ nói, Xuân Quang Lâu. Thiếu nữ ăn mặc cổ trang tiếp khách, khí chất lẳng lơ, đây mẹ nó chẳng phải là quán ba cao cấp sao? Tô đại thiếu, muốn vào chơi một chút không, bối cảnh bên trong là cổ kính đó, khẳng định sướng lên mây. Vương Phú Quý nghiền ngẫm cười nói. Sao cậu không đi? Tô Thương nhẹ nhàng cười hỏi. Tôi sao, đã bỏ rồi. Vương Phú Quý nghe vậy, nghiêm túc nói, dạo quán ba chung quy không phải chuyện vẻ vang gì, không làm việc đàng hoàng. Chơi bời lêu lồng, trầm mê nữ sắc, Vương Phú Quý tôi, phải là người làm đại sự. Ước mơ của tôi, là biển sao trời mênh mông, là tam sơn ngũ nhạc, là hàng tỷ sao trời, chứ không phải tìm hoa hỏi liễu. Vương Phú Quý nghiêm trang nói. Cậu thôi đi. Tô Thương nghe được lời này, một câu vạch trần, cậu sợ bị Lưu Sở Điềm đánh chứ gì. Tôi nhớ lần trước cậu tới quán bar, bị Lưu Sở Điềm bắt được. Trực tiếp phạt cậu quỳ trên vỏ sầu riêng, đầu gối chắc đều sưng lên phải không? Vãi! Vương Phú Quý đen mặt nói, Tô đại thiếu, nhìn thấu cũng đừng nói toạc ra thế chứ, chúng ta là bạn tốt mà. Ha ha! Tô Thương cười nói, Vương đại thiếu, cậu thế này là không được đâu, đàn ông không sợ vợ,
cậu phải trọng trấn Phu Cương, thể hiện nam nhi hùng phong. Này! Tô Đại Thiếu, cậu còn cười nhạo tôi. Vương Phú Quý cả mặt nghẹn đỏ, nhìn thoáng qua Ali bên cạnh, ngược lại nói, đừng chê cười tôi chứ, Tô Đại Thiếu, chị dâu Ali cũng ở đây, cậu dám vào Xuân Quang Lâu sao? Chủ nhân, nếu ngài muốn đi cứ đi, Ali giúp ngài canh cửa, không để người khác quấy rầy ngài. Ali nghe vậy, cười quyến rũ, nói, nếu cậu đồng ý, Ali cũng có thể cùng đám con gái trong quán ba hầu hạ cậu. Tô Thương còn chưa mở miệng, Ali đã tỏ rõ thái độ. Ôi vãi! Còn có thể như vậy sao? Vương Đại Thiếu ngây người, nhịn không được nhỏ giọng nói, chị dâu à, chị là cao thủ trúc cơ, sợ cái con khỉ, chị không trừng phạt Tô Đại Thiếu thì thôi đi, cũng không thể để anh ấy đến quán ba tìm phụ nữ khác chứ. Tô Thương là chủ nhân của tôi, chủ mẫu còn mặc kệ thì tại sao tôi phải xen vào chuyện của ngài ấy chứ, tôi có tư cách gì mà quản ngài ấy đây? Ali nhẹ nhàng cười nói, lại nói, chỉ cần chủ nhân vui là được, chức trách của Ali là mỗi ngày thích chủ nhân hơn một chút, làm chủ nhân vui vẻ. Chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi. Vương Phú Quý vẻ mặt sững sờ, rất muốn hỏi Tô Thương một câu, cậu tìm được hầu gái nghe lời như vậy ở đâu thế? Ha ha! Lúc này, Tô Thương vỗ bả vai Vương Phú Quý, cười nhẹ, nói, Vương Đại Thiếu, phương diện này cậu phải học tập tôi nhiều hơn rồi, con đường trọng trấn Phu Cương, gánh thì nặng mà đường thì xa. Nói xong, Tô Thương ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Xuân Quang Lâu, nghiền ngẫm cười nói, nếu đã tới cửa, làm gì có đạo lý không vào. Đi thôi, Vương Đại Thiếu, hôm nay tôi mời, vào chơi một chút. Dù sao Lưu Sở Điềm cũng đang ở thành phố, sẽ không biết đâu. Tô Thương cười nói. A này. Vương Phú Quý nghe được lời này, lập tức do dự. Nói thật, cậu ấy cũng muốn vào xem lắm, nhưng lại sợ bị đánh. Vương Đại Thiếu, cậu thế này là không được rồi, chút dũng khí này cũng không có, cậu quên khẩu hiệu của chúng ta trước kia rồi sao? Tô Thương xúi dục, quán ba chưa sập thì mình chưa ngã. Quán ba sập thì mình đổi quán mới, sao bây giờ cậu lại thành ra thế này rồi, đừng quên sơ tâm chứ. Đúng vậy, Tô Đại Thiếu, hôm nay tôi bằng bất cứ giá nào, phải liều mình bồi quân tử. Vương Phú Quý thật sự nhìn không được nữa, khẽ cắn môi, cuối cùng quyết định cùng Tô Thương đi một chuyến. Ha ha, thế này mới tạm được. Tô Thương vừa lòng vỗ vai Vương Phú Quý, tiếp theo định đưa Vương Phú Quý và Ali cùng nhau tiến vào Xuân Quang Lâu. Tô Thương. Có điều lúc này, một giọng nói của phụ nữ bỗng từ xa truyền đến, trong giọng nói mang theo chờ mong, lại như có chút tức giận. Hửm. Tô Thương lập tức dừng bước, vừa xoay người nhìn, vẻ mặt tức khắc ngây người, sau đó trên mặt lộ ra một nụ cười. Người phụ nữ gọi anh ấy, là Thiên Sơn Tuyết. Minh chủ liên minh cửu môn Thiên Sơn Tuyết, tới rồi. Giờ phút này, Thiên Sơn Tuyết mặc một bộ bạch y, dáng người cao gầy, trên mặt che lụa trắng, quanh thân tản ra khí tức lạnh băng, khí chất xuất trần. Bên phải cô ta, là một cô bé khoảng 4, 5 tuổi, cũng mặc váy trắng, khuôn mặt phấn điêu ngọc trác, khiến người khác nhìn không được muốn hôn một cái. Cô bé kia đương nhiên là Tô Du Du. Cha! Tô Du Du thấy Tô Thương, nháy mắt vui vẻ, muốn chạy tới ôm Tô Thương. Nhưng lại bị Thiên Sơn Tuyết kéo lại. Du Du, con chờ chút đã. Thiên Sơn Tuyết trấn an Tô Du Du, sau đó đôi mắt xinh đẹp dừng trên người Tô Thương, lạnh như băng nói, Tô Thương, vừa nãy anh định làm gì, ở đô thị chơi không đủ, nên tới cổ trấn võ đang sao, còn đến thanh lâu trước nữa. Tôi. Tô Thương ngay lập tức lộ ra một mặt cười khổ, có điều ngược lại có chủ ý, chỉ vào Vương Phú Quý. Hận rèn sắt không thành thép nói, Tuyết Nhi, cô hiểu lầm rồi. Là Vương Đại Thiếu, gia hỏa này tính xấu không đổi, kéo tôi đi chứng kiến sự đời, nếu tôi không đi, cậu ấy sẽ cắt bảo đoạn nghĩa với tôi thật sự không còn cách nào khác, ai. Nói xong, Tô Thương ngữ trọng tâm trưởng khuyên bảo, Vương Đại Thiếu, cậu nói xem cậu, sao cứ phải một hai đến quán ba ở võ giới cổ thế, chẳng phải chỉ là kỳ sư cổ trang sao, là mánh khóe mà thôi. Cậu đã đi xe cả ngày rồi, không mệt sao? Cái quái gì thế? Tô Đại Thiếu à Tô Đại Thiếu?
trọng trấn Phu Cương đâu? Khẩu hiệu của chúng ta đâu? Chẳng phải đã nói chớ quên sơ tâm sao? Không đáng coi trọng. Tô Đại Thiếu, cậu thật sự không đáng được coi trọng. Vương Phú Quý vẻ mặt u oán liếc nhìn Tô Thương một cái, nhưng ngược lại căng ra đầu tiến lên một bước, lựa chọn gánh vác thay Tô Thương. Khụ khụ. Vương Phú Quý xấu hổ cười nói, vị mỹ nữ này, cô cũng là chị dâu phải không? Chuyện hôm nay, quả thật đều trách tôi, là tôi không tốt, tôi đã dạy hư Tô Đại Thiếu. Vương Phú Quý nói tiếp, vốn Tô Đại Thiếu đã bỏ quán ba rồi, là tôi một hai phải mời khách, ép cậu ấy đi, chị dâu, chị đừng nóng giận. Vương Đại Thiếu, đừng cho rằng tôi không biết, cậu là tiểu đệ của Tô Thương, cậu có thể cưỡng ép anh ta sao? Thiên Sơn Tuyết nghe vậy, lạnh lùng nói. Hả, Vương Phú Quý ngẩn người, kinh ngạc nói, chị dâu, chị biết tôi sao? Ngay lúc này, Thiên Sơn Tuyết tháo khăn che mặt màu trắng xuống, ánh mắt dừng trên người Vương Phú Quý, mỉm cười nói, cậu nói xem. Mẹ kiếp! Giang Tuyết Nhi! Vương Phú Quý tức khắc đầy mặt kinh ngạc, phản ứng xong nhìn không được hỏi, 5 năm trước ngươi không phải cô đã được Tô Đại Thiếu cho, sau đó rời khỏi Giang Bắc sao, sao lại? Tôi hiểu rồi, gần đây Tô Đại Thiếu đột nhiên nhảy ra 2 đứa con, cô là mẹ chúng phải không? Vương Phú Quý dường như nghĩ tới gì đó, suy đoán, nói như vậy, năm đó cô không hề bỏ đứa trẻ, giờ lại mang con tìm tới cửa. Không đúng, sao cô lại ở cổ trấn võ đang được, Giang gia mấy người chỉ là một gia tộc nhỏ, ngay cả cổ võ giả hóa kình còn chẳng có, vãi. Đang nói, Vương Phú Quý bỗng nhận thấy, cơ thể Thiên Sơn Tuyết tản ra dao động chân khí khủng bố. Cho dù bây giờ cậu ấy đã là người tu chân luyện khí tầng 8, đối mặt với Thiên Sơn Tuyết, trong lòng vẫn cứ sợ hãi, thậm chí không dám nhìn thẳng. Cô, sao cô lại mạnh như vậy được, Giang Tuyết Nhi, rốt cuộc cô có thân phận gì? Vương Phú Quý tò mò hỏi, đồng thời sợ hãi nuốt một ngụm nước bọt. Giang Tuyết Nhi là tên giả, tên thật của tôi là Thiên Sơn Tuyết, là minh chủ của Hoàn Nam Cửu Môn. Vương Phú Quý cũng xem như bạn cũ, Thiên Sơn Tuyết đương nhiên sẽ không giấu giếm, do đó cứ nói hết. Vương Đại Thiếu, tôi biết quan hệ giữa cậu và Tô Thương, đừng giải thích thay anh ta, không có nghĩa gì đâu. Ha! Vương Phú Quý cười mỉa một tiếng, rồi vỗ vai Tô Thương, bất đắc dĩ nói, Tô Đại Thiếu, anh em tốt của tôi bất lực rồi. Vương Đại Thiếu, được rồi, cậu giống anh trai lớn lắm, việc gì cũng làm được, nếu có chuyện gì cậu thực sự muốn, tôi sẽ nhớ kỹ. Tô Thương đầu tiên trình diễn một hồi huynh đệ tình thâm. Sau đó nhìn về phía Thiên Sơn Tuyết, nhẹ nhàng cười nói, Tuyết Nhi, chuyện này à, thực ra đều có nguyên nhân cả. Hừ, tôi ngược lại muốn nghe anh sẽ nói thế nào đấy. Thiên Sơn Tuyết cúi đầu, nhìn Tô Du Du, nói, Du Du, con đi chơi với chú Vương một lúc đi, mẹ và cha con muốn nói chuyện riêng. Vâng. Tô Du Du gật đầu tiên ngoan ngoãn đi đến chỗ Tô Thương, giang tay muốn ôm một cái. Tô Thương mặt đầy sủng nịch, trực tiếp ôm con gái lên, còn hôn con gái một cái. Du Du, nhớ cha không? Tô Thương cười nói. Có, nhớ lắm. Tô Du Du ôm cổ Tô Thương, miếng cứng buông ra, đúng rồi cha, con hái nhiều trái cây cho cha lắm, để trong khách điếm con với mẹ ở, lát nữa cha trở về với mẹ và con đi, con đưa cho cha ăn, hoa quả con hái ngọt lắm. Ha ha, được rồi. Vẫn là Du Du hiếu thuận. Tô Thương cưng chiều xoa đầu con gái, tiếp đó tâm niệm động một cái, thả Tô Tinh Hà ra. Ai ngờ, Tô Tinh Hà vừa mới ra khỏi vòng tay lưu trữ, lại trực tiếp đứng trên vỏ chuối, ngã một cái rầm. Mẹ kiếp! Ai con mẹ nó vứt vỏ chuối linh tinh thế hả? Tô Tinh Hà tức giận nghiến răng nghiến lợi, sau khi nhìn xung quanh, lập tức ngây người, Du Du, sao chị lại tới, mẹ! Nhìn thấy Thiên Sơn Tuyết, Tô Tinh Hà nháy mắt trợn tròn mắt, bắp chân cũng bị dọa đến mềm đi, mặt lập tức chất đầy nụ cười lấy lòng, hi hi, mẹ, buổi tối tốt lành. Mẹ không hề tốt. Thiên Sơn Tuyết nhìn chằm chằm Tô Tinh Hà, vẻ mặt lạnh như băng, trầm giọng nói, không phải mẹ đã cảnh cáo con không được nói mấy lời thô tục à, cái gì mẹ kiếp, cái gì mẹ nó, con học từ ai hả? Tô Tinh Hà thấy vậy,
khuôn mặt nhỏ sợ tới mức trắng bệch, không chút do dự chỉ Tô Thương. Tuy nhiên nhìn đến ánh mắt uy hiếp của cha, Tô Tinh Hà lập tức chỉ Vương Phú Quý. Đệ, tiểu lão đệ à, cháu đừng chỉ bừa chứ, muốn hại chết chú sao? Vương Phú Quý hoảng sợ, sao lại cứ phải là mình gánh tội thế, lão tử ủy khuất quá. Hừ, lát nữa sẽ phạt con. Thiên Sơn Tuyết hừ lạnh một tiếng, rồi lạnh lùng nói, Tô Thương, đi với tôi, chúng ta tán gẫu một chút. Được. Tô Thương gật đầu, tiếp đó thả Tô Du Du xuống, ôn nhu cười nói, Du Du, đợi một lúc rồi cha lại ôm con nhé. Vâng. Tô Du Du vô cùng ngoan ngoãn, sau đó nhỏ giọng nói cha, thực ra mẹ nhớ cha lắm, thoạt nhìn mẹ hung dữ với cha vậy thôi, cha cứ nói mấy câu lời hay ý đẹp dỗ mẹ là được. Ha ha, con gái ngoan, không hổ là tiểu miên áo của cha. Tô Thương vuốt ve bím tóc con gái, tâm đều bị con gái làm cho mềm đi cả rồi. Cái quái gì cơ, cha khiến mẹ tức giận rồi. Tô Tinh Hà vừa nghe xong, lập tức vui sướng khi thấy người khác gặp họa, ha ha ha, cha, xứng đáng lắm, làm ngươi đạn ta đầu băng, dám nhốt con trong vòng tay. Mẹ à, mẹ không cần nể mặt mũi của con, cứ hung hăng giáo huấn lão ba là được, không đánh không nên thân. Nói xong, Tô Tinh Hà không quên soi mói khiêu khích, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Ta mẹ nó sao lại có đứa con như con? Tô Thương đen mặt, hận không thể vả miệng con trai mình hai cái, để cậu bé tự mình suy nghĩ lại một chút. Tô Thương, được rồi, mau theo tôi đi. Thiên Sơn Tuyết để lại một câu, thân ảnh lập tức biến mất, nơi đi qua, mặt đất ngưng kết thành băng xương, khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Chủ nhân, cửu biệt trọng phùng, sư mẫu Tuyết Nhi chắc chắn muộn cùng ngài, ha ha, ngài nhất định phải thể hiện thật tốt nha. Lúc này, Ali bên cạnh cười quyến rũ nói. Khụ khụ. Bảo vệ tốt Du Du và Tinh Hà, chúng tôi đi một lát sẽ quay lại. Tô Thương xấu hổ cười, tiếp đó đuổi theo tốc độ của Thiên Sơn Tuyết. Một lát là bao lâu, chủ nhân, ngài không thể để mình mất mặt được, ít nhất cũng phải kiên trì được 2 giờ. Ali nhìn bối cảnh của Tô Thương, nhỏ giọng nói. Tô Du Du và Tô Tinh Hà nghe không hiểu Ali đang nói gì, lúc này, Tô Du Du đầu tiên chào Ali, sau đó lại chào Vương Phú Quý. Chào chú Vương, cháu tên Tô Du Du, Tô Thương là cha cháu. Em gái à, đừng gọi chú ấy là chú ấy là đại ca của anh, em cũng gọi đại ca đi. Ai là em gái của cậu, Tô Tinh Hà, tôi là chị cậu, cậu nhớ ăn không nhớ đánh đúng không, lại muốn bị đánh sao? Đừng, chị à, đừng đánh em, trong túi em có đồ ăn ngon, có bách thảo đan đỉnh cấp. Không thể không nói, tiểu tử Tô Tinh Hà rất có tiền đồ, có được giãn được, dám làm những việc không được làm. Biết sợ người đứng trên, rất nhanh đã dỗ Tô Du Du vui vẻ, đương nhiên sẽ không bị đánh. Lúc này, bên ngoài cổ trấn Võ Đang, Tô Thương và Thiên Sơn Tuyết đứng đối diện nhau, khoảng cách giữa hai người chỉ có 3-4 mét. Tô Thương, hình như vừa rồi anh có chuyện muốn nói, nhưng lại không tiện, giờ có thể nói rồi chứ. Lúc này, thái độ Thiên Sơn Tuyết tốt hơn rất nhiều. Hoàn toàn không có cảm giác lạnh băng vừa rồi, hiển nhiên trước đó là giả bộ, cố ý đưa Tô Thương tới nơi không người. Tuyết Nhi quả nhiên thông minh, liếc mắt một cái đã nhìn ra. Tô Thương gật đầu, nhẹ nhàng cười nói, sở dĩ tôi muốn vào Quang Xuân Lâu, là vì đã nhận ra một điểm khác thường. Khác thường. Thiên Sơn Tuyết nghe vậy, gương mặt ngọc ngà tuyệt mỹ lộ ra một mặt nghi hoặc, nhíu mày hỏi cái gì khác thường. Tử khí. Tô Thương nói đúng sự thật nói, trên dưới Xuân Quang Lâu, tràn ngập một cỗ tử khí như có như không, tuyệt đối không phải thứ cổ võ giả bình thường nên có. Cái gì tử khí, thực lực của tôi cao hơn anh, sao tôi lại không nhận thấy? Thiên Sơn Tuyết nói thẳng không chút kiêng kỵ. Ánh mắt Tô Thương dừng trên người Thiên Sơn Tuyết. Tuy Thiên Sơn Tuyết không sử dụng chân khí, nhưng uy thế phát ra từ cô ta, quá mức khủng bố. Vượt xa quỷ ảnh thần tông trung kỳ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cảnh giới của Thiên Sơn Tuyết, kém nhất cũng là thần tông hậu kỳ, thậm chí là thần tông cấp đỉnh phong. Cho nên, Thiên Sơn Tuyết tự tin, thực lực của mình tất nhiên vượt qua Tô Thương,
trên thực tế cũng là như thế. Chẳng qua, Tô Thương là người tu chân, hơn nữa có linh hồn tiên đế, lực cảm thụ kinh người, đương nhiên có thể cảm nhận được thứ Thiên Sơn Tuyết không phát hiện ra. Tuyết Nhi, tôi thừa thận thực lực của cô mạnh hơn tôi, tuy nhiên có vài thứ, phải chú trọng tới thiên phú nữa. Tô Thương nhẹ nhàng cười nói, trong Xuân Quang Lâu, quả thật có tử khí, hơn nữa phẩm cấp tử khí tương đối cao, nếu tôi đoán không nhầm, một khi luồng tử khí đó rò rỉ ra ngoài, trong phạm vi trăm dặm, cổ võ giả dưới Thiên Tông, tất sẽ không có ai sống sót được cả. Còn những người trên Thiên Tông, cũng sẽ chịu ảnh hưởng, chân khí trong cơ thể sẽ bị tử khí ăn mòn, mất đi một phần sức chiến đấu. Tô Thương chắc chắn nói, tuy đối phương dùng phương pháp đặc biệt chứa tử khí, nhưng vẫn không thể thoát khỏi cảm giác của tôi được. Tuyết Nhi, trong võ giới cổ, có thế lực nào dựa vào tử khí để chống lại kẻ thù không? Tô Thương dò hỏi. Có. Nghe Tô Thương nói xong, sắc mặt Thiên Sơn Tuyết nháy mắt trở nên nghiêm trọng, nói, hơn 100 năm trước, thiên hạ có một vị ma tu cực kỳ mạnh. Ma tu kia, nghe nói là người tu chân. Thứ hắn ta tu luyện chính là tử khí, tôi nghe ông nói, tử khí mà hắn ta phóng ra có thể làm nhiễm độc trăm dặm, khiến trong phạm vi trăm dặm, không có một ngọn cỏ. Ma tu này, dã tâm bừng bừng, khai tông lập phái, sáng lập ra một đại tông phái cực kỳ mạnh, tên là Quỷ Minh Tông, đây là khối u ác tính lớn nhất của võ giới cổ. Thiên Sơn Tuyết nói tiếp, có điều, hơn 100 năm trước, là thời đại tiền bối Thái Gia Gia Tô Vô Kỵ nhà anh. Năm đó, một mình ông ấy thu phục tông chủ Quỷ Minh Tông, hơn nữa còn khiến môn phái này sụp đổ, chém hết những người tu luyện ma công. Thiên Sơn Tuyết lòng còn sợ hãi nói, Tô Thương, anh cảm thấy tử khí, sẽ không liên quan gì tới Quỷ Minh Tông đúng chứ? Ma tu, Quỷ Minh Tông, Quỷ Minh Tông. Tô Thương dừng một chút, tiếp theo phản ứng lại. Tông chủ Quỷ Minh Tông trong miệng Thiên Sơn Tuyết. Có lẽ là tên ma tu bị cầm tù trong tầng thứ hai của tháp hư không kia. Khó trách tôi lại cảm thấy tử khí trong Xuân Quang Lâu có chút quen thuộc, hóa ra giống với tử khí tỏa ra từ gia hỏa trong tháp hư không. Tô Thương bừng tỉnh đại ngộ, sau đó thầm nghĩ, hiện giờ, thực lực của mình vẫn khá yếu, không thể dễ dàng mở tháp hư không được, nếu muốn thần thức tiến vào tầng 2, tất nhiên sẽ tiêu hao rất lớn, cho nên sau khi khống chế tháp hư không một lần nữa, mình vẫn luôn chưa từng tra xét cả ba tầng tháp hư không. Tuy nhiên, Xuân Quang Lâu lúc này lại xuất hiện tử khí, chuyện này không thể qua loa được, một khi dò dỉ ra, trong phạm vi trăm dặm sẽ không có ngọn cỏ nào cả, xem ra đêm nay phải tiến vào tầng thứ hai của tháp hư không, tìm lão ma đầu kia hỏi rõ ràng. Nghĩ đến đây, Tô Thương hạ quyết tâm, định tiêu hao thần thức thử một lần. Đương nhiên, anh ấy không hề lo lắng mình sẽ bị ảnh hưởng. Chờ sau khi hỏi rõ xong, hồn phách lão ma đầu kia sẽ không còn giá trị lợi dụng nữa. Đến lúc đó, Tô Thương có thể cắn nuốt hắn, bù đắp cho sức mạnh thần thức mà anh ấy đã mất đi. Tô Thương. Lúc này, Thiên Sơn Tuyết thấy Tô Thương không trả lời, hỏi lại lần nữa, anh có thể miêu tả kỹ càng tỉ mỉ một chút tử khí trong Quang Xuân Lâu không? Tuyết Nhi. Tô Thương phản ứng lại, nhẹ nhàng cười nói, tôi chỉ là thuận miệng nói thôi. Có lẽ tôi nhầm rồi, cô đừng lo lắng. Thật sao? Thấy sự tương phản trước sau của Tô Thương lớn như vậy, Thiên Sơn Tuyết nửa tin nửa ngờ, nghiêm túc nói, Tô Thương, hiện giờ đại bộ phận thanh niên tài tuấn của võ giới cổ, đều đang ở núi Võ Đang, nơi này nhất định sẽ không có sai sót nào cả. Nếu anh thật sự nhận thấy Xuân Quang Lâu có dị thường, nhất định phải nói đúng sự thật cho tôi lập tức thông báo cho trưởng môn Võ Đang và cường giả khắp nơi. Tới Xuân Quang Lâu tìm tòi đến tận cùng. Không khoa trương đến vậy đâu, một ít tử khí mà thôi, cô đừng lo lắng, cứ thoải mái đi. Tô Thương nhẹ nhàng cười nói. Thiên Sơn Tuyết thấy vậy, liền gật đầu, ánh mắt rơi trên người Tô Thương, mỉm cười nói, Tô Thương, anh thật sự khiến người khác kinh ngạc quá đấy. Lần trước gặp mặt, anh là Tô Huyền Thiên, lúc đó anh mới chỉ là địa tông mà thôi. Mà giờ mới qua bao lâu chứ? Không ngờ anh đã trưởng thành như hiện tại rồi. Thiên Sơn Tuyết tiếp theo cười nói, anh ở Kinh Đô, giết hộ pháp của Thiết Quyền Tông, phá hủy Bình Thân Vương Phủ, sau khi trở lại Giang Bắc, lại giết Trương Trường Sinh cảnh giới bán bộ thần Tông, cướp bảo kiếm của ông ta, rồi lại liên tiếp giết cổ Hồng Nguyệt của Tam Đống Kiều,
gia chủ Đỗ gia Đỗ Minh Viễn ở Thâm Thành, thật sự khiến người khác hoảng hồn. Tô Thương sờ mũi, cười nói, cô đều biết hết rồi. Sáng nay tin tức mới truyền đến chỗ tôi. Thiên Sơn Tuyết nhìn về phía Tô Thương, nhẹ nhàng cười nói, Tô Thương, hiện giờ, anh đã tiếp xúc đến ngưỡng cửa thần tông rồi nhỉ? Nên nói cái này thế nào đây, tình huống của tôi tương đối đặc biệt, thực ra, tôi không phải cổ võ giả. Tô Thương không hề giấu giếm, xuất ra một đạo linh khí, nói đúng sự thật, tôi là người tu chân, hiện tại mới đặt chân đến luyện khí tầng 9, còn chưa tới trúc cơ nữa. Người tu chân. Thiên Sơn Tuyết chấn động, tạm dừng vài giây rồi cười nói, khó trách năng lượng anh sử dụng không giống người thường, tôi sớm nên nghĩ đến. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 33.